Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, theo chương trình thì chiều nay trả lời câu hỏi thứ nhất là thưa sư phụ, cái phương pháp hít thở quân bình âm dương có sư phụ hướng dẫn ở trường năng lượng từ trên đầu xuống cơ thể thì chúng con chưa thấy biết năng lượng thì làm sao tưởng ra được. Xin sư phụ từ bi chỉ dạy chúng con được rõ. Hôm rồi chúng tôi định sẽ nói cái này trong cái buổi sáng. Nhưng mà buổi sáng thì chúng ta học qua nghiêm. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái đề tài hít thở này ha. Cái này là mất thời gian nhiều lắm. Đây là một cái pháp thực hành, không phải là lý thuyết. Do vậy mà khi nói cái này thì quý vị cũng sẽ chuẩn bị làm theo chúng tôi. Chúng ta bắt đầu, trước hết là chúng ta nên ngồi thẳng cột sống. Tư thế nào cũng được, bán già kiết già, ngồi miễn sao thẳng cột sống được, ngồi thả chân xuống cũng thẳng cột sống được, thì ngồi trên ghế có khi chúng ta không thể ngồi kiết già được. Khi về nhà thì sẽ tính sao. Trước hết là chúng ta nói về cái năng lượng theo cái hiểu của mình, tôi không có nói theo sách vở. Với chúng tôi, năng lượng là cái sự sống, nó đã có đầy ở trong cái vũ trụ này. Vũ trụ này đối với cái nhìn chúng tôi, nó là một vũ trụ với đầy cái năng lượng sống. Và như hồi sáng mình nói là cái năng lượng nó đã cung cấp, nó sản sinh tất cả cái sự sống cho muôn loài. Và nếu như mà tất cả muôn loài mà đừng có bị những cái bế tắc của tâm linh đó, thì tự động là chúng ta dung thông với năng lượng này. Do con người của chúng ta nó bị nhiều cái tâm tưởng, nó gây sự bế tắc với nhiều cái khía cạnh, khiến cho chúng ta có dung nạp năng lượng chúng ta cũng không phát hiện được. Nhưng mà thực sự năng lượng là cái gì? Nó là nó lưu thông. Và nó không dễ gì phát hiện, giống như là khí thở. Ví dụ như không khí chúng ta hít vào thở ra, chúng ta có thể phát hiện được. Nhưng với mỗi người cái tâm nó yên chút á, thì năng lượng chúng ta lại cảm nhận nó còn mạnh hơn hơi thở. Nó là một cái năng lực rất là lớn của vũ trụ này. Cho nên sáng mình nói là cái vũ trụ này luôn cung ứng cho chúng ta tất cả mọi thứ, mọi điều. Nhưng mà tùy cái tâm tưởng của mình, tùy cái trình độ của mình mà mình tiếp nhận
cái sự sống mãnh liệt của năng lượng của vũ trụ này. Và khi một người mà cái tâm nó tương đối được yên tĩnh rồi thì chúng ta sẽ cảm nhận được năng lượng rất là mãnh liệt nó vào cơ thể chúng ta, nó như một cái dòng xoắn, như một cái dòng điện, nó khai thông tất cả những cái bế tắc của cuộc sống của chúng ta. Và người nào mà cái năng lượng nó được đầy đủ, nó đã khai thông toàn trên cơ thể mình rồi, thì thứ nhất là về tâm của chúng ta nó cũng sẽ tự bắt đầu an ổn, bắt đầu an lạc, bắt đầu thanh tịnh. Thân chúng ta nó rỗng lặng, mênh mông, nó không còn bị tắc bế, không còn bị đau, không còn bị bệnh nữa. Nhiều cái nơi họ giảng dạy cái cách mà chúng ta thu nạp năng lượng, mỗi nơi nó đều có một cái khác. Và chúng tôi từ cái hiểu biết riêng của mình qua kinh nghiệm công phu, và sau đó chúng tôi cũng có nghiệm thấy năng lượng này nó không phải là nó làm cho cái sức khỏe chúng ta tốt, không phải nó làm cho tâm chúng ta yên, thậm chí là chúng ta sẽ đạt được những cảnh giới sâu nữa trong thiền định, hoặc đạt giác ngộ giải thoát nữa, là những cái tầng sâu hơn. Nhưng mà về những cái tầng của cuộc sống, tôi thấy một cái điều như thế này. Chúng ta gần như là mất đi cái sự kết nối giữa năng lượng sống. Con người gần như bị mất cái điều này. Thì một phần là do cái nghiệp riêng của chúng ta. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta xa nguồn cội. Do đó rồi dần dần cái nguồn mà năng lượng mạnh để nó vừa câu thông, vừa kết nối, vừa khai mở để cho cuộc sống chúng ta nó được có một cái gì đó nó thông lưu á, thì chúng ta bị mất đi. Chúng ta đơn cử là, mà cái điều này chúng tôi đã nói nhiều lần á, cái nơi mà kết nối với sự sống ban đầu của mình là cái gì? Là cái rúng. Cái rúng nó kết nối với cái bánh nhau của bà mẹ, và nó câu thông với tử cung của bà mẹ. Và khi bà mẹ mang mình ở trong dạ rồi á, thì bà mẹ bắt đầu nuôi mình qua cuốn rúng, tức là dung nạp năng lượng vào từ đây. Đây là cái gốc. Thì như vậy khi mà người ta lớn lên á, người nào mà còn được gần mẹ chừng nào, hay nói khác hơn là còn được mẹ bồng ẩm, còn được mẹ tiếp tục cho uống dòng sữa ngọt, thì người đó sẽ làm sao? Sẽ rất là hạnh phúc. Khi nào mà con người bắt đầu nó rời xa những điều này, không còn được mẹ ôm ấp mỗi ngày, đúng không? Không còn mẹ cho mình uống những dòng sữa ngọt, thì lúc đó cái cảm giác mình đã xa dần với cái nguồn cội. Thì thỉnh thoảng mình khóc, mình đòi rồi này nọ, thì mẹ mới ẩm, mới bồng, mới ôm mình vào lòng. Thì phút đó là những phút mà phút giây tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình. Không có cái gì hơn những phút giây này. Và những lúc mà thật sự khi mà tới giờ phút này chúng tôi rất là lớn tuổi so với trước đây của mình, đúng không? Chứ không có lớn tuổi hơn ai. Nhưng mà mỗi lúc mình thả người của mình ra để mình nhớ lại á, thì tự nhiên mình có một cái sự rung cảm khác người khác. Mình cảm giác mình thật là nhớ nhung cái tình cảm nguyên sơ mà cha mẹ đã gắn lên người của mình đó. Ví dụ thử bây giờ mình lắng động, mình nhớ lại đi, rồi mình sẽ thấy chưa có làm gì hết là mình đã đủ rung động, là mình đã kết nối lại được với cái nguồn năng lượng chính của mình. Đối với chúng tôi đó là nguồn năng lượng chính. Và người nào cái tình mẹ con mà gắn kết, thắt chặt, thì cái người đó, cái đời sống họ rất là hạnh phúc, dù người đó rất là nghèo khó.
Nhưng mà họ cảm giác là họ đã được ấp ủ, được chở che, được bao bọc, được cung cấp một cái thứ tình mà thế gian này không có được. Và tự nhiên mình nghe cả tất cả những cái tế bào của mình tới giờ phút này, nếu mình nhớ bằng một cách rất là sâu sắc về cái tình này, thì rần rần những cái tế bào chúng ta nó bắt đầu nó nói tiếng nói của nó. Chúng ta cảm giác là từng tế bào chúng ta nó nhận được một cái tình cảm thiêng liêng sâu sắc, nó gây sự rung cảm một cách lạ thường để cho cơ thể chúng ta nó được sống lại cái sức sống mãnh liệt của cái thuở mà chúng ta còn nằm nôi. Quý vị thử nghiệm coi có phải vậy không? Chưa thôi đâu, đó là mới nói tới cái chuyện mà chúng ta hiện đang rung cảm này. Và quý vị để ý đi, những người nào mà đã không còn gần cha mẹ mình vì một cái lý do gì đó, nhưng mà cái tình đó của chúng ta nó còn gắn kết như thuở nào, thì cái người đó đời sống cũng hạnh phúc vô cùng luôn. Thậm chí công việc làm ăn của họ sẽ thuận lợi. Và chúng ta nghiệm lại hết những người mà thành đạt vững chãi trong cuộc đời này. Những người đó, cái thâm tình cốt nhục của họ chưa bao giờ họ có một cái phút giây họ quên lãng. Tôi nói ngay cả những người tù, đừng nghĩ là cái thâm tình cốt nhục mà mình còn gắn kết cha mẹ là mình luyến ái là một cái sự sai lầm. Đứng về mặt thế gian chúng ta sai, đứng về mặt đạo lý chúng tôi phân tích cũng thấy cái sai này. Cho nên đó là quý vị có thể nhìn, cứ mỗi lần ngồi nói chuyện với một người bạn của mình mà quý vị sẽ bắt gặp những cái câu nói của những người con từ chối cái tình cảm cha mẹ, như là tôi rất là buồn mẹ tôi. Tôi không muốn gần mẹ tôi, mẹ tôi cứ thế này, mẹ cô tôi cứ thế kia, cha tôi cứ thế nọ, khiến cho tôi không có được gần gũi. Ví dụ gì? Thì tôi không phải là thầy bói, nhưng mà tôi đoán chắc là cuộc đời người này luôn luôn vất vả gian tuân trong mọi công việc đời sống của họ. Thậm chí là họ đang có công việc rất là tốt, tôi bảo đảm họ cũng thất nghiệp nữa. Còn cái người nào đang hiện tại bây giờ mà chúng ta vẫn chưa có công ăn việc làm, công việc chúng ta gần như là bế tắc, nhưng mà cái tâm của mình nó vẫn luôn gắn kết với cái tình thâm huyết nhục của mẹ cha. Lúc nào nghĩ tới là mình nghĩ tới cái thâm tình của mẹ mình thương, mình quý, mình hối tiếc từng cái khoảnh khắc để rời xa người mẹ của mình. Phải chi hồi đó mình đừng có đi sớm, mình đừng có rời cha mẹ sớm, phải chi việc này, phải chi việc nọ, mà mình phải lỡ trong cuộc đời của mình một cái lỡ bước mà khó có thể cứu gỡ được là lỡ xa cha mẹ trong lúc mà cha mẹ chưa có thuận lòng, thuận ý với mình. Nghĩ tới những cái chuyện đó mà chúng ta không có rung cảm á, thì xem như chúng ta bị tắt hoàn toàn năng lượng sống. Và năng lượng sống tắt thì gần như tắt hết mọi cái trong cuộc đời của mình. Đây là một điều rất là lạ. Cho nên mình nghiệm đi, quý vị có thể nghiệm là chơi với bạn mình, những người xung quanh mình, cứ nói ra hồi là nó có một cái gì đó nhắc nhở tới cái tình mẹ con, những cái kỷ niệm thuở ấu thơ và cảm giác rất rất là hạnh phúc khi mà mình được người mẹ mình ôm mình vào lòng, được gần mẹ, được ngồi gần với mẹ, được mẹ đút ăn, được mẹ chải tóc, được mẹ làm cái điều gì đó mà mình cảm giác rất rất là hạnh phúc, và những kỷ niệm đó gần như nó là một cái gì đẹp nhất của cuộc đời của mình á. Thì quý vị sẽ thấy cuộc đời của người đó nó sẽ ngọc tràn hạnh phúc trong tương lai. Không bao giờ ai có thể phá vỡ được người này. Nếu trong suốt cái cuộc đời sống này của mình, mẹ cha làm một cái gì đầy ắp những cái kỷ niệm yêu thương, quý trọng, kính mến tận cùng nơi thâm tâm của mình, thì tôi dám ký giấy người này không bao giờ thất bại với bất kỳ một điều gì.
Và tôi cho đó là năng lượng gốc. Và năng lượng đó sẽ được bảo bọc, bảo vệ, được nuôi dưỡng và được hình thành cái cuộc sống bình yên, hạnh phúc, mạnh khỏe và trí tuệ cho cuộc đời của mình. Và điều này trong đạo Phật, nói tới đạo hiếu thì lâu nay chúng tôi có giảng nhưng mà tôi chưa có đụng tới cái này nhiều. Vì tôi chưa có thời gian, trước đây giảng những cái bài đạo hiếu tôi chưa có đủ cái thời gian để chiêm nghiệm. Đến lúc tôi chiêm nghiệm ra điều này tôi giật mình. Và rõ ràng lâu nay mình có nói đi về đạo hiếu mà nó rất là thiếu sót. Cho nên có những cái lúc mà chúng ta đủ cái bình tĩnh ngồi lại với riêng mình, mình sẽ nghiệm lại cuộc đời mình. Nếu mà lỡ, tôi nói là lỡ trong đời mình có những cái sự bất giác, mình có một chút niệm phiền mẹ, phiền cha mình, thì bây giờ chúng ta phải thực tâm sám hối trước rồi. Sám hối bằng tất cả những cái nỗi niềm ân hận nhất của mình. Nếu lỡ mà có cha mẹ chúng ta còn sống thì đó là quý vị về tới nhà, chuyện đầu tiên quý vị nên quỳ gối với mẹ mình, xin mẹ ngồi chứng minh cho mình được sám hối. Cái cách của mình khi mà mình nhận ra thì thật sự là tóc đã bạc rồi. Thì cái nỗi niềm mà gọi là ân hận lớn nhất cuộc đời mình là mình không có để cho cái tình thâm nó được gắn kết liên tục. Thì nhớ những cái đoạn mà mình gần như mình quên cha mẹ mình để mình tu, thì đương nhiên điều đó nó không có sai. Nhưng mà tôi biết là trong cái giai đoạn đó, tôi nhớ là tôi quên mất á. Quên mất cái tình mẹ con, tôi quên mất cái tình cha con. Tại lọ tu tôi không có đủ thời gian để nhớ. Đó cũng là một trong những lý do. Nhưng mà tôi nhớ là những cái đoạn đó tôi rất là vất vả trong mọi cái sinh hoạt của mình. Ngay khi tôi ở trong thiền viện, tôi được cư xử của bạn bè, của thầy tổ với tất cả những cái gì khó khăn nhất cho cuộc đời của mình. Mặc dù là cái đoạn đó mình muốn gạt hết mọi thứ để mình công phu. Vậy đó mà mình vẫn vất vả. Đó là kinh nghiệm riêng của tôi. Và tôi biết là chắc chắn những người khi mà tôi nói ra điều này, quý vị cứ nghiệm đi. Giai đoạn nào mình gần như là mình hiểu lầm là cắt ái từ sở thân, là mình cắt luôn cái tình thâm quyến thuộc của mẹ và cha. Đó là điều sai. Đối với chúng tôi là điều sai. Kể từ bây giờ chúng tôi nói lại điều này, mình không lướng ái, mình không dính mắc đối với tất cả mọi duyên thì đều là đúng với lời Phật dạy. Nhưng mà nguồn cội sống của mình mà mình cắt thì mình sẽ nhận những cái năng lượng sống bấp bênh của đời sống này. Đó là điều mà chúng tôi mới nhận gần đây nhất. Thì như vậy là muốn nói tới năng lượng, tới khí thở mà tôi muốn nói thì tôi phải nói tới cái chuyện này. Để chi? Tại vì khi cái khí thở chúng ta nó sẽ trở lại cái chỗ năng lượng gốc. Và khi mà chúng ta làm được điều đó một cách thực sự rồi á, thì chúng ta sẽ nhận được một cái điều kỳ diệu là cái sức sống chúng ta nó vững yên trở lại, khí cũng như kinh lạc quyệt chúng ta được khai thông trở lại, và tâm trí chúng ta sẽ được mở trở lại để chúng ta nhận định đúng hơn tất cả mọi cái từ trước tới giờ chúng ta đang gọi là đang lan man giữa đời sống này. Cho nên chúng ta không thể quên được cái nguồn cội sống của mình. Đây là điều mà chúng tôi thiết tha muốn nhắc mọi người. Đừng bao giờ ai nghĩ rằng bây giờ mình có thể sống được rồi, mình khôn lên rồi, mình học hành đủ rồi, mình biết cách để mình có thể sống như thế này, biết cách mình có thể sống như thế kia, mình có thể tạo ra đồng tiền, tạo chén cơm, manh áo, vân vân, mình có thể lo cho thiên hạ khắp nơi, vân vân. Nhưng cha mẹ mình hoàn toàn không còn nhớ tới, thì coi chừng ông có giỏi cỡ nào, ông cũng sụp đổ.
không ai có thể vững vàng được. Khi nói tiếng nói là tôi không có cần cha mẹ tôi nữa, tôi chấp cả ông vua đi nữa, coi chừng cũng có thể bị mất với cái nhìn của tôi. Cho nên cái năng lượng gốc của sự sống, khi chúng ta được kết nối với sự sống này là từ cái rúng này, và từ đó chúng ta được sống những cái ngày ban đầu, những năm tháng đầu đời của mình được nuôi sống, và tất cả những đó là từ nhựa sống của mẹ mình. Mẹ mình thì tiếp thu những cái thực phẩm của vũ trụ mênh mông này, chất lọc những cái tinh hoa để nuôi sống mình. Mà bây giờ mình lại hoàn toàn quên đi. Thì mình không thể trách cuộc đời này được, là tại sao mình phải gặp khó, tại sao mình phải bị bế tắc, tại sao cuộc đời mình nó lại không có vững vàng, tại sao công việc của mình nó không có thông, vân vân. Tất cả những tại sao đó thì mình phải hỏi ngược lại mình là coi mình còn gắn kết hay là mình đã cắt đứt cái thâm tình cốt nhục của mình rồi. Mọi người tự nghiệm lại. Để gì? Để cái phút mà lắng đọng để hấp thu năng lượng của mình, thì cái chỗ đó lại là cái chỗ chính yếu. Và chính chỗ này nó là trung tâm năng lượng sống của mình, và nó sẽ nuôi nấng đầy đủ những cái năng lượng sống của toàn cơ thể của mình hiện có, và nó sẽ làm cho đời sống chúng ta được vững, được yên, được thông, được phát triển. Nếu chúng ta rời cái cội nguồn sống của mình thì cuộc sống chúng ta sẽ bấp bênh. Cho nên đây là một trong cái thấy mà chúng tôi muốn gợi ý để quý vị thấy là không biết năng lượng đó là từ đâu. Thật ra với cái tâm bình thường chúng ta không nhận nổi năng lượng đâu. Tâm chúng ta lắng yên, chúng ta mới thấy là năng lượng nó mạnh hơn tất cả những cái đang có. Mình thở mình thấy rõ ràng, mình hít vô mình thấy rõ ràng, mình thở ra mình thấy rõ ràng. Nhưng mà thực sự nó không có so gì với năng lượng hết. Năng lượng nó gấp 1 tỷ lần của hơi thở chúng ta đang thở, mặc dầu chúng ta không thấy. Hơi thở này nó chỉ cung cấp dưỡng khí cho tế bào thôi, nhưng mà năng lượng nó là sự sống của tế bào. Mà nó là năng lượng, nó là sự sống của tất cả vạn loại trong vũ trụ này. Tất cả những cái mầm sống, những sự sống, những cái tế bào dù nhỏ nhất của động vật và thực vật cũng nhờ năng lượng này mà sinh sôi nảy nở, nhờ năng lượng này mà tồn tại, nhờ năng lượng này mà phát triển, nhờ năng lượng này mà bền vững. Với cái hiểu về năng lượng chúng tôi, để cảm nhận vậy tôi không có nương theo sách vở nào. Cái này là cái nhận định riêng của mình. Thì ai đồng cảm, ai có thể hiểu được và ai có thể thực hiện được thì quý vị sẽ thấy một cái lợi ích thiết thực nó xảy ra liền khi mà chúng ta bắt đầu trở lại với cái nguồn cội của mình. Khi mà chúng ta trở lại với cái tâm gắn kết với cái cội gốc năng lượng, cội gốc sự sống của chúng ta bấy lâu nay mà chúng ta bị lãng quên. Nếu như bây giờ mà chúng ta không có hít thở lấy được năng lượng theo chút mình chỉ, thì quý vị chỉ cần là đừng có bao giờ quên cái rúng của mình, và phải thấy nó là cái trung tâm năng lượng, trung tâm sự sống, đó là cội gốc của cái thân xác này. Và hồi trước mình nói rồi, nó là trung tâm não bộ thứ hai của con người. Mà trung tâm não bộ này có một điều kỳ là gì? Nó có ý chí hướng thượng một cách rất là mãnh liệt. Nó nuôi nấng, nó hình thành ý chí cái đời sống của chúng ta. Còn cái đầu của mình á, là luôn trung tâm não bộ thứ nhất, thì nó cũng khôn lanh, nó cũng chọn lựa, nó cũng so sánh, nó cũng tìm tòi cái sự sống, nó muốn làm sao cho đời sống này tốt đẹp hơn, chứ không phải nó ngu. Nhưng mà ngược lại á, thì khi mà hoạt động nhiều ở cái trung tâm não bộ thứ nhất trên đầu, thì con người ta sẽ mất đi cái ý chí hướng thượng và dần đi vào cái sự chấp trước riêng tư và xa rời cái trung tâm
não bộ thứ hai, khiến cho người ta dần đi vào con đường của tâm thức, không đi vào con đường của tâm linh. Con đường của tâm linh nó khác con đường của tâm thức. Và nếu mà chúng ta được gắn kết thường trực với trung tâm não bộ thứ hai thì cái tâm của chúng ta càng ngày nó càng mở thông hơn, nó càng rời xa cái sự chấp trước hơn, và nó càng gần gũi với định lực hơn, nó càng gần gũi với tuệ giác hơn. Chứ không phải ông này đâu, trên này không phải đâu, đừng có lầm. Và thế giới chúng ta đang lầm lẫn là sử dụng bộ não và máy móc, bắt đầu tập trung rất nhiều ở bộ não chứ không bao giờ nó tập trung ở cái vùng năng lượng gốc này để nó phân tích một cách sâu sắc. Sự sống ban đầu có ra từ chỗ này và kết thúc cũng từ đây. Thì đây là cái điều mà chúng tôi đã nói nhiều năm về trước rồi, bắp bên những cái bài giảng tôi đều có nói, nhưng mà ít có đào sâu về cái cuộc sống. Ha, thì bây giờ chúng ta nói sơ sơ vậy, có thể chúng ta sẽ nói một cái bài khác về cái năng lượng gốc liên hệ tới đời sống con người thông qua cuốn rúng, thông qua cái tình thâm quyết nhục của mình ở cội nguồn sự sống là cái rúng. Và mỗi người tự nghiệm rồi chúng ta sẽ có một cái gì, cái kiến giải riêng. Chúng ta có thể viết một cái bài gì đó kể từ khi mình trở lại với cái trung tâm năng lượng của mình, kể từ khi mình trở lại với cái cội nguồn của sự sống của mình, kể từ khi mình gắn kết cái tình cảm gọi là thân thiết nhất của cuộc đời của mình trở lại với mẹ mình, với cha mình, với tổ tiên ông bà của mình, thì quý vị sẽ thấy cuộc đời của mình bắt đầu được lập lại, xây dựng lại cái nền tảng sống, và bắt đầu đời sống chúng ta sẽ vững và phát triển tốt theo ý của mình. Ai mà đã từng muốn làm điều gì không thành công thì quý vị sẽ gắn tình cảm đó ngược trở lại, quay trở lại cội nguồn, và quý vị sẽ sống những cái ngày thực sự hạnh phúc, thực sự yên bình bên cạnh mẹ mình, bên cạnh cha mình trở lại đi. Xem như chúng ta khôi phục lại cái đời sống mà gọi là gì, thuở ấu thơ của mình. Mình như một đứa trẻ vui đùa với mẹ, với cha mình, như thuở mà mình chưa có biết gì, cái gì mình cũng ôm mẹ, ôm cha, mình khóc, mình líu lo, mình hát sướng, mình đòi hỏi, mình nhõng nha, nhõng nhẽo gì đó đi. Nếu quý vị thấy rằng cái cuộc đời này nó không còn cái gì đẹp hơn đâu. Giờ này là chúng ta mà cảm nhận được, khi mà chúng ta đã vượt qua cái tuổi 25 rồi mà chúng ta trở lại để chúng ta cảm nhận cái tình đó, quý vị sẽ thấy là không phải là mình hạnh phúc mà cha mẹ của mình cũng hạnh phúc một cách kỳ lạ. Và từ đó bắt đầu chúng ta xây dựng lại cái sự nghiệp của mình, dù sự nghiệp của mình là muốn làm vua, làm chúa, làm cái gì đó mình làm không có xong, thì bây giờ quý vị sẽ trở lại cội gốc đó đi. Và quý vị sẽ thấy rằng rõ ràng là sau những cái lần mà mình đã sống hết tình, hết mình, đem hết cái tình cảm thương yêu, quý mến, trân trọng, thân thiện, gắn kết gì 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 đó đã có mà mình đã từng trao gửi cho ai ở đâu trong cuộc đời này, thì bây giờ mình tạm đem hết cái đó về đi. Tạm hết về đi, để mình có những cái ngày tháng mình sống thật là hết mình với cha mẹ mình, không có cái chuyện thứ hai, không có tình cảm nào khác nữa. Còn nếu như ai đã mất cha mất mẹ thì chúng ta phải dành hết tất cả những thời gian riêng tư nhất trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta đem hết cái tình cảm đó trở lại với mẹ, với cha mình, với cửu quyền thất tổ, với ông bà của mình. Quý vị phải rung cảm cho được với cái nguồn năng lượng này, tôi bảo đảm là quý vị sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Còn ai mà không rung cảm được, cứ là mình nghĩ tới cha mẹ mình vẫn trơ trơ, mình thấy nó cũng thường thường quá. Những ai đã từng trải qua những giai đoạn mà rung đạm, rung động với tình cảm của người khác phái, và cả đời mình không bao giờ mình quên được cái cảm giác này. Nhưng mà tôi nói là đó là những cái rung động vẫn là ở bên ngoài, nó không phải là cái cội gốc của sự sống, mà nó là chuẩn bị mình kết nối để mình tạo ra cái nguồn sống mới giữa cái hai người khác phái. Nhưng lần này nó là một cái sự gắn kết khác thường để sinh ra cái đó là cái cội gốc
Do đó cái lúc mà chúng ta nghĩ ngợi tới, lúc mà chúng ta hồi tâm của mình trở lại, lúc mà chúng ta được gọi là thu mình trở lại để mình sống riêng với chính mình, thì mình phải thực sự rung động trở lại với cái tình cảm thiêng liêng tối thượng của mẹ và cha mình. Quý vị phải làm được điều này cho tôi một lần trong đời, được gọi là chúng ta khôi phục lại năng lượng gốc, khôi phục lại tình cảm chân thật, tình cảm gốc của cái đời sống của chính mình. Thì mới nói tới cái chuyện mà chúng ta làm cái gì đó bên ngoài. Còn ai mà chưa làm được điều này thì xem như cuộc đời mình bỏ đi. Dù là quý vị đang là ai tôi không biết. Nếu mà mỗi lần mà mình ngồi riêng, mình nhớ tới cha, nhớ tới mẹ mà nó vẫn trơ lì, giống như mình nhớ cái chuyện đi du lịch đâu vậy. Mà thậm chí cái chuyện đi du lịch có những cảnh đẹp mình càng cảm thấy mình còn rung động hơn cái chuyện mình nhớ cha, nhớ mẹ là đời mình bỏ đi. Xem như mình phá mất đi cái cội gốc rồi, phá mất đi cái nền tảng sống rồi. Thì đừng có nói là mình thành cái gì là nói khoác thôi. Khi mà tôi thấy ra điều này, tôi rất là ân hận. Là mình, cái lúc mình vô minh, mà vô minh nó cũng phải nói là ngu, ngu lâu quá. Phải chi mà mình biết sớm cái điều này. Thì chắc chắn là mình không có trải qua những cái giai đoạn khốn khó. Đương nhiên là khốn khó nó sẽ dạy cho mình nhiều bài học. Thành ra cái con người của mình, nói là mình tinh khôn hơn những con vật, nhưng mà chúng ta nhìn lại có những cái loài vật về cái tình thâm huyết nhục nó không bao giờ nó quên. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu trở lại, trước mắt là chúng tôi muốn quý vị phải gần như là thu lại hết những cái tình mà mình đã từng gửi gắm cho ai ở đâu ở bên ngoài đó. Thì bây giờ mình xin xí tỳ là tôi được thu lại. Đem hết tất cả những cái tâm tình đó mình hướng về mẹ mình, hướng về cha mình. Trước khi nói chuyện thở thì tôi muốn quý vị phải là gom năng lượng gốc trở lại, gắn trở lại với cái cội nguồn sống của mình, tập trung hết ở cái tâm của mình ở tại cái cú rúng này. Và mình sẽ gắn kết lại với cái cội nguồn sống của mình, gắn kết lại với cái cội nguồn năng lượng đã sinh ra mình cái sự sống này, thì mình mới có thể câu thông được với năng lượng vũ trụ. Còn không chúng ta không có làm được đâu. Đây là cái chính. Thì kỳ trước đó là chúng tôi cũng đã nói, nhưng mà nhiều người không thể làm được, lý do là lý do gốc này chúng ta chưa có khôi phục. Khi nào mà quý vị khôi phục được cái tình mẹ, bây giờ mình thử tưởng tượng đây nha, là hồi nhỏ, nhớ lại đi thử cái nhỏ mà mình vắng cha mẹ mình đâu nửa tiếng, 1 tiếng gì đó, cha mẹ mình đi làm việc ở đâu, hoặc là mẹ mình đi chợ, cha mình đi chợ ở đâu, rồi mình được giữ nhà, cái khi mình mở cửa ra mình gặp cha gặp mẹ mình mừng, mình vui cái kiểu gì, mình rung cảm cái kiểu gì. Thì bây giờ mình cũng phải rung cảm trở lại với cái tình đó giùm em. Cái sự rộn rã, tươi vui, hạnh phúc khi ra được ôm mẹ mình, được ôm cha mình trong cái thuở mà mình còn bé đó. Mình bất kể trời đất này là ai, lúc đó mình chỉ biết mẹ mình thôi, lúc đó mình chỉ biết cha mình thôi, chứ mình không còn cái tình nào khác nữa. Và quý vị sẽ khôi phục lại được cái tình này trước, thì chúng ta sẽ làm được cái chuyện mà hít thở lấy lại năng lượng âm dương. Ở đây tôi muốn nói để chúng ta khôi phục lại. Và người nào mà bắt đầu khôi phục được cái tình cảm này, thì một dấu hiệu cho, phải nói là cho mốc xong cuộc đời của mình kể từ bây giờ, là bây giờ mình đã gắn kết được với cái sự rung động, cái rung cảm, cái tình cảm thiêng liêng cao quý của cha của mẹ được đó ha. Thì quý vị sẽ kết nối được với cái năng lượng sống của vũ trụ này. Mà vũ trụ này, năng lượng này vốn thông lưu, nó không ứ trệ, cho nên cuộc sống của mình từ đây về sau nó sẽ bắt đầu tốt đẹp rồi.
cái hiểu của chúng tôi về năng lượng ở cái kiểu đó, kiến giải tôi ở cái kiểu đó, ai đồng cảm thì chúng ta làm, thấy chưa? Và bây giờ đó là, tại vì đây là cái pháp hành, cho nên chúng ta phải hiểu về năng lượng gốc để tạo ra cái đời sống của mình. Và chính cái năng lượng này nó đã bao bọc mình, nó phủ che mình, nó ấp ủ mình, nó nuôi nấng mình từ lâu lâu lắm rồi mình không hay. Và gọi là lần cái mình lại quên nữa mới là chuyện kỳ cục. Mình lại từ chối nữa mới là chuyện đáng rầy, đáng trách mình. Cho nên bây giờ là chúng ta bắt đầu trở lại với cái cội nguồn sống của mình. Trở lại với cái cội nguồn năng lượng vốn có, đầy đủ, không thiếu thốn cái điều gì. Nhiều khi mình phải nghiệm lại cuộc sống á. Những người giàu có, những người khá giả, những người có điều kiện thì thương con, lo con đủ điều, đầy đủ tất cả những phương tiện sống. Đứa con nít đó cảm giác rất hạnh phúc khi ở trong cái sự nuôi nấng của cha mẹ. Nhưng tôi thấy có nhiều cha mẹ cũng thiếu thốn, thiếu trước, hụt sau, không có đủ cơm để cho con ăn, thì nhai thêm, đem cái năng lượng của mình để mớm cho con. Rồi không có chân để đắp tối, dùng cái mền da của mình ấp ủ con của mình. Nhưng mà đứa bé nó rất rất là hạnh phúc khi ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng mà chúng ta có bao giờ hạnh phúc khi nghĩ tới bây giờ mình đang cái cuộc sống cũng tương đối tự do nè, thoải mái nè, cái đầy đủ phương tiện nè. Nếu như bây giờ mình vậy mình chui vô mình của mẹ mình để mình nhờ mẹ đắp mình đêm đông, mình có nghĩ tới không? Chưa có mấy người nghĩ tới điều này đâu. Bà già rồi, bà tắm rửa không sạch, có nhiều khi nằm rần hôi. Có những lý do để mình không có thể nào mình nghĩ đó là cuộc đời này khi rời cha rời mẹ là nắng táp mưa sa nó dập dồi mình. Mình đang rất là trông trên, đang rất là chơi vơi, đang rất là không có chỗ bám. Thì mình nghĩ tới cái chuyện là mình bám đại mẹ mình đi, mặc dầu mẹ mình là một cái bà già ở quê, bà không biết làm gì, bà cũng chẳng có dạy mình được cái bài học nào thêm ở trong cuộc sống này để mình có thể thành công đại nghiệp của mình. Nhưng mà nếu như mà mỗi lần chúng ta bị vất vả, bị gian truân, bị chuyện gì đó, mà quý vị nghĩ tới cái chuyện phải được gặp mẹ mình trong lúc này thì chắc cuộc đời mình hạnh phúc lắm. Và tìm đủ mọi cách để được gần gũi, để được gặp gỡ mẹ mình, gặp gỡ cha mình, thì người đó chắc chắn sẽ thành công mọi chuyện. Tôi nhớ là đây là cái chuyện mà mình nói để mình kể. Mặc dù bây giờ tôi không phải là người thành công gì, nhưng mà tôi nhớ trong cái đoạn mà mẹ tôi còn sống ở cái dưới núi Thị Giải á, mỗi lần mà tôi gặp chuyện gọi là căng thẳng, rắc rối á, thì chuyện đầu tiên là tôi nghĩ tới mẹ tôi xách xe ra tôi chạy xuống đó. Chạy xuống đó rồi tôi nói chuyện, tôi chơi xong tôi rủ mẹ tôi lên xe ngồi để tôi chở mẹ tôi về đây chơi với tôi một hai ngày, tôi chở trả lại ở dưới, ví dụ vậy. Có những người nó thầy lớn nhõng nhẽo hở hở chạy kiếm mẹ, tôi nói tôi nhõng nhẽo từ hồi nhỏ luôn. Nhõng nhẽo từ nhỏ. Và rõ ràng khi mình gặp cái chuyện gì đó nó căng thẳng, nó bế tắc, nó rắc rối, nó bấp bênh thì nghĩ tới mẹ đi. Thì quý vị nó cảm giác có một cái gì nó vững ở bên trong mình, cũng không biết diễn tả cái vững vàng gì, nhưng mà ngộ lắm, nó là những cái mà để mình xây dựng nền tảng cho cuộc đời của mình. Ai trong cuộc đời này đang vẫn còn bấp bênh nhiều cái, chưa có vị trí đứng rõ ràng của xã hội, công việc làm ăn mình bị thất bại, cái cuộc đời mình nó gần như là nó trong trên, nó không có vững vàng. Thì quý vị bắt đầu gắn kết trở lại với cái tình thâm máu mủ đi, trở lại với cái nguồn cội của cuộc sống đi. Quý vị sẽ gặt hái được những điều kỳ diệu của vũ trụ này. Tại vì mẹ mình, cha mình thấy nó là hình hài, nhưng mẹ mình, cha mình đã hấp thu tất cả những tinh hoa vũ trụ đã kết nối vào bản thân mình rồi. Mình bây giờ muốn hấp thu tinh hoa vũ trụ, mình cắt đi cái cầu nối đó là xong, mình không kết nối được. Không thể kết nối một cách gọi là đúng đắn,
đầy đủ được, mà nó là cái gì đó nó mong manh, nó bấp bênh lắm. Tại ra muốn kết nối, muốn thành tựu sự nghiệp lớn lao cho cuộc đời của mình, quý vị không bao giờ bỏ qua cái sự kết nối tình thâm giữa mình và cha mẹ. Nên nhớ điều này. Điều này không biết là nó có sai với đạo lý của đạo Phật gì không thì tôi không cần phải bàn tới, nhưng mà kinh nghiệm sống, cái thấy biết một cái giai đoạn dài tu tập cho tới khi tôi thấy ra được điều này thì tôi thật sự muốn nói điều này để chia sẻ với mọi người. Ha, thì bây giờ chúng ta sẽ gom hết tất cả những tình cảm gửi gắm ở đâu đó trở lại. Okay. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung hết tất cả những năng lực sống, những cái tình cảm, những cái gì đó có thương hay là có giận, có buồn, có ghét ai ở đâu là chúng ta sẽ thôi hết, chúng ta sẽ gom lại. Để chúng ta dành trọn cái tình cảm của mình gắn kết được với cái tình thâm biết nhục của mẹ mình, gắn kết được với cái năng lượng sống ban đầu của chính mình là ở nơi trung tâm của cơ thể là cái rung. Được như vậy thì chúng ta mới bắt đầu mới nói chuyện hơi thở này. Thì đó là cái phần thứ nhất về lý luận mà chúng tôi thấy được. Cái phần thứ hai là chúng tôi thấy là từ xưa tới giờ chúng ta cũng đã học nhiều cái trường thiền, chúng ta đã nghiên cứu nhiều cái cách thở của các trường thiền khác. Nhưng mà chúng ta chỉ hít từ trên xuống rồi chúng ta thở ra, thì đương nhiên là hít cho nó đầy rồi thở ngược ra là cái chuyện rất là thông thường. Cái chuyện tự nhiên được học hay không được học thì gần như mọi người cũng biết điều này. Nhưng mà được học là chúng ta thở hít vào thì thở nó đầy bụng, nó căng bụng ra. Rồi chúng ta thở ra thì bụng nó xẹp lại nếu chúng ta được học kỹ một chút. Rồi hít vô chúng ta dừng lại một chút. Rồi hết nổi thì chúng ta thở ra, chúng ta dừng lại một chút. Hít vô chúng ta dừng lại một chút, thở ra chúng ta dừng lại một chút. Coi như là chúng ta đã có học về hơi thở một chút. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy rõ ràng là chúng ta hít vô từ đây xuống dưới rồi thở ra đi ngược lên, theo cái chiều đi vào và đi ra. Cũng có những nơi khác chúng ta hít vào, chúng ta tưởng tượng là mình hít đầy ngực rồi xuống cho đầy bụng, rồi qua nguyên khí hải, tức là qua đan điền rồi xuống hội âm dừng. Rồi chúng ta thở thì đi vòng qua cái trường cường, đi thẳng lên cột sống, đi thẳng lên tới bách hội đi ra, tức là cái dòng chu thiên. Thì hít vào như vậy, thở ra như vậy thì xem như chúng ta cũng tạo cho cái khí nó thông lưu cơ thể của mình. Và cũng có nhiều cái cách thở khác. Nhưng chúng ta vẫn hít là chúng ta lấy từ trên xuống. Có khi tới đâu là chính chứ dừng lại mình cũng không biết. Thì bây giờ mình có thể là mình hít xuống để mình dừng lại chỗ chính của mình, chỗ trung tâm năng lượng của mình là cái rốn. Thì rồi chúng ta thở ra thì nó cũng là cái gì? Nó cũng là một chiều, nó cũng là một chiều. Tức là chúng ta hấp thu được cái khí đi vào thì nó cũng mang năng lượng đi theo. Nhưng mà năng lượng nó không đi theo khí mà đi theo ý của mình. Cái tác ý thì lại câu thông với năng lượng, mà năng lượng nó đi không có đi theo cái khí. Cho nên hôm trước có tôi đang nói thì có một người kêu tôi phải nghĩ là cái năng lượng nó là khí, cho nên khí đi đâu năng lượng đi theo đó. Tôi nói là để tôi sẽ nói lại cho nghe, nó không phải. Năng lượng nó không phải là khí, mặc dầu là nó đã đầy ngập hư không này, khí nằm trong năng lượng chứ khí không dẫn năng lượng đi, mà là ý tác mới là năng lượng. Nó kỳ vậy vậy đó. Cho nên mình hít từ trên xuống thì mình tưởng là dẫn năng lượng xuống, không phải. Hít thì đương nhiên khí nó sẽ đi xuống. Và cái tâm của mình tưởng thì năng lượng nó sẽ tới. Tưởng tới đâu, năng lượng tới đó. Năng lượng là nguồn sống của vũ trụ.
nó tạo thành tất cả những sự sống, nó cũng tạo thành cái tâm tưởng của mình, nó câu thông và kết nối với tâm hơn là vật chất, và nó nuôi nấng vật chất, nó khai thông vật chất, nó hình thành vật chất, nó bảo toàn vật chất, nó hoàn thiện vật chất, nó không theo ai hết. Và đến lúc mà chúng ta cái tâm mình thông thì năng lượng nó không phải từ trên xuống từ dưới lên nữa, mà là cái gì? Nó sẽ là thông lưu với tất cả những cái đang sống, tức là tất cả những tế bào chúng ta đều trực tiếp hấp thu năng lượng mà không qua tâm tưởng nữa. Thì đó là tới một cái tầng sâu hơn. Thì chúng ta thấy rằng, cho nên có một cái số ý kiến qua lại hôm trước giờ khi nói là tại vì hôm trước tôi có nói một lần mà mọi người thở không được, không có nhận được, do là không có tưởng cái năng lượng đi theo hơi thở này rồi nơi kia, thì cái đó là tôi đã giải thích lại để cho mọi người hiểu là năng lượng nó không có theo ai hết, nó đầy đủ, nó tràn ngập, do chúng ta mở tâm tới đâu thì năng lượng sẽ tới đó. Như vậy để chúng ta hiểu. Và chính do mình thở một chiều, mình hít từ lên xuống rồi cái thở từ dưới lên là xong chuyện, cho nên chúng ta bị mất cân bằng. Và hồi xưa thì từ cái thời mà chúng tôi giảng cái bài phương pháp dưỡng sinh số 2, chúng tôi hứa là tôi cho sẽ có cái dịp chúng ta sẽ nói về cái việc đi vào cửa nào, đi ra cửa đó, về âm dương. Nhưng mà tới giờ phút này vẫn còn nợ nhau, chưa có nói. Thì cái bài này nói sơ sơ để mai mốt mình sẽ làm cái cửa ngõ mà nói hết cái bài kia. Nhưng mà cái cách thở này cũng là cách mà tôi đang nói tới cái chuyện mà vào cửa nào ra cửa đó. Vì nếu chúng ta trở lại cội nguồn, trở lại sự thật thì nó sẽ làm sao? Sẽ khai phóng mình, sẽ mở toang mọi thứ, sẽ khai thông, sẽ thông lưu hết tất cả mọi điều. Và cũng trong cái bài Sức Khỏe Và Hạnh Phúc tôi nói là cái mà cao nhất là điều tâm. Điều tâm thì khí nó sẽ thông và thân nó sẽ thông. Cái kế đó là điều tức, tức là điều hơi thở. Điều hơi thở thì nó cũng sẽ làm cho thân thông và làm cho tâm thông. Cái thấp nhất là điều thân. Điều thân được gọi là hạ sĩ. Điều khí được gọi là trung sĩ. Mà điều tâm được gọi là thượng sĩ. Thì có ai một phen nhận được chân lý để sống với cái tâm thanh bình của mình thì tự động mọi cái nó thông lưu, là cái điều đó không còn bàn. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta ngồi đây không ai có đủ trình độ đó. Thì bây giờ mình hạ xuống tầng thấp hơn, mình học làm trung sĩ để mình điều khí. Và điều khí cũng như là điều tiết cái năng lượng đang có ở trong vũ trụ này, để làm sao cho nó khai thông toàn bộ cơ thể của mình, làm sao cho tất cả tế bào đều được khai thông, đều được cân bằng. Đó là điều mà mình muốn. Do mình lâu nay mình thở một chiều, mình hít một chiều, thì khiến cho chúng ta bị mất cân đối, mất cân bằng, khiến cho chúng ta bị thiên tịch. Và người đó thiên tịch thì sao? Thấy một bên, thấy một chiều, thấy một phía, và sẽ dẫn tới cái sự chấp trước, dẫn tới cái sự riêng tư, không phá vỡ được cái ngã riêng của mình. Nếu như bây giờ mà chúng ta phá được cái thế thiên tịch của mình mà chúng ta cân bằng được, thì tự nhiên cái chuyện chấp bên này, tự nhiên cái chuyện chấp bên kia, chuyện bảo thủ, chuyện hơn thua, chuyện chống đối nó tự biến mất. Là vì mình đang ở cái chỗ cân bằng. Cân bằng thì không theo bên nào hết á, không bên nào để theo. Không bao giờ thích cái chuyện theo phe phái, không bao giờ thích cái chuyện mà gọi là nhóm họp tập thể này đó nơi kia. Chuyện đó là họ không muốn, tại vì họ đã cân bằng rồi, họ không muốn kết nối điều gì nữa. Và chính cái điều này nó sẽ làm cho cái tâm dục của tất cả những người tu nó gần như nó được cân bằng, nó không bị dục khuấy nhiễu nữa, nếu chúng ta là người cân bằng. Thì bây giờ là trước đây chúng tôi rất là nặng về cái chuyện ăn uống cân bằng, tại vì ăn uống cân bằng thì nó cũng làm cho con người nó được phóng thích, nó được khai phóng, nó sẽ không bao giờ bị dục khuấy nhiễu. Nhưng mà nhiều năm, mất nhiều năm quá, không thành công. Tôi phải thú nhận là không thành công, không được mấy người mà nhờ phương pháp dưỡng sinh mà cân bằng để rồi khai phóng cái tâm trí của mình để rồi ngộ đạo, không thấy. Thì vậy là đã mất hết một cái đoạn đời của tôi rồi, xem như tôi bị thất bại về cái con đường ăn uống.
đương nhiên là có sức khỏe và có tinh thần tương đối tốt hơn. Nhưng mà rồi cũng có những người cũng không được cái gì, không được cái gì. Thật ra là tôi rất là thao thức. Nếu muốn nói về cuộc đời này thì tôi quá yêu cuộc đời này. Tôi yêu con người, tôi yêu mọi người. Và tôi muốn cho mọi người được sống thực sự hạnh phúc, chứ tôi không muốn điều khác. Cho nên tôi tìm được đủ tất cả mọi cách mà cái gì tôi thấy có lợi, mình kinh nghiệm mình thấy ở nơi này được cho sức khỏe mình nè, được cho tinh thần mình, đời sống mình được hạnh phúc, cái này mình sống có lợi là tôi muốn chia sẻ liền, tôi không muốn giấu. Và hết điều này tôi tìm tới điều kia. Chúng ta bây giờ bắt đầu tới cái màn thứ hai. Bây giờ mình tự nâng cấp mình lên là bây giờ mình học làm trung sĩ, mình không học làm hạ sĩ nữa. Điều thân là coi như hạ sĩ. Và lâu nay mình đã làm. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu nói để thấy rằng cái giá trị khi mà chúng ta mà thở và thu nạp năng lượng được theo cái tâm tưởng của mình, thì ngay đó quý vị được cân bằng. Khi mà thiên địa nhân được giao hòa, được hòa quyện, được hợp nhất thì nó sẽ là tan biến. Và tan biến thì chính tất cả những cái tế bào đang có đều được cân bằng, đều được hợp nhất, đều được tan biến với cái vũ trụ này. Nó trở thành vũ trụ, trở thành mỗi một tế bào là một nguồn năng lượng của vũ trụ. Thành ra chúng ta không có còn đường để chúng ta bế tắc nữa. Vì vậy là thân chúng ta đã thành không, tâm không có vũ trụ, thì tự động chúng ta đã hòa nhập vào cái chỗ chân thật một cách rất là thông lưu tự tại, mà không cần phải làm thêm cái gì để chúng ta làm đúng. Rồi quý vị sẽ thấy một cái điều hay, nếu mà bây giờ chúng ta vừa có một chút xáo trộn, mà nếu quý vị mà thực hành đúng cái kiểu tôi nghĩ nha, tôi chỉ ha, quý vị sẽ thấy nó tự động nó mở toang một cái kỳ cục lắm. Ví dụ như mình đang giận cái người kia kinh khủng lắm nha, mình muốn chửi, mình muốn mắng gì đó không biết, nó bằng hít thở mình hít cái mình lấy được cái năng lượng vũ trụ từ trên, từ bách hội đi xuống tới cái rúng, hoặc là và mình lấy được cái năng lượng từ cái quả địa cầu đi lên xuyên qua hội âm tới cái rúng, và khí thiên khí địa gặp cái khí người của mình là cái trung tâm vũ trụ ngay chỗ này đó, bắt đầu nó hòa hợp lại, nó hòa quyện, nó hợp nhất, cái nó tự động nó tan biến, mấy chuyện kia mất tiêu, giận không được nữa, ngộ lắm. Nếu chúng ta làm thử một lần là chúng ta sẽ thấy điều này. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi cái của chúng ta đang nằm ở đây, mình đang hiểu, mình đang nghe, mình đang nhận định là nó đang nằm trên này, đem dần dần xuống. Nên tôi dùng từ là đem dần dần xuống. Bây giờ chuyện đầu tiên là chúng ta sẽ đem từ đây xuống tới đây. Từ cái đầu xuống tới tim cái đã. Giờ bắt đầu chúng ta thực hành rồi ha. Những lý thuyết mà cần nói chúng ta sẽ nói tiếp. Bây giờ chúng ta thực hành đi, ngồi thẳng xương sống đàng hoàng. Tại vì khi thở này chúng ta cố gắng là phải thẳng cần sống, ngồi kiểu gì cũng được, không cần kiết già, không cần bán dài đâu. Giờ bắt đầu thực hiện hơi đầu tiên nha. Dùng tâm tưởng để chúng ta tưởng là năng lượng vô tận vô biên của vũ trụ đi vào bách hội theo cái hít thở của mình. Đầu tiên là mình hít đi, nương theo hơi thở đi. Thì khi chúng ta hít vào là năng lượng vô tận vô biên của vũ trụ đi vào từ bách hội đi thẳng xuống cái tim. Dừng, cố gắng phải đem được tới tim để dừng. Xong rồi chúng ta thở ra và chúng ta tưởng tượng là cái năng lượng đó đi xuống thông qua hội âm, tức là khoảng giữa của đường cầu và đường tiểu của mình á, đó là cái huyệt hội âm. Nếu từ hậu môn mà đi ra phía trước chừng khoảng một lóng tài, chỗ đó sau này quý vị tắm, quý vị nhận sẽ rất là thốn, thì chỗ đó là hội âm. Thì vậy là khi mà hít vào thì năng lượng vô tận vô biên của vũ trụ thông qua bách hội tràn ngập cơ thể đi xuống tới vùng tim, dừng lại. Và chúng ta thở ra thì sẽ thông qua hội âm và câu thông với năng lượng của quả địa cầu, câu thông với năng lượng vĩ đại của quả địa cầu, đi thẳng vào tâm quả địa cầu luôn cũng được. Xong rồi chúng ta hít vào. Hít vào lần này chúng ta tưởng là năng lượng vĩ đại vô tận vô biên của quả địa cầu đi ngược từ hội âm đi lên tới quả tim, dừng lại. Cho nên nó không theo hơi thở, thấy không? Mình hít vào từ dưới đi lên, nó theo hơi thở đâu. Đấy. Và dừng lại đó xong rồi chúng ta thở ra thì bắt đầu năng lượng từ cái tim đi thẳng lên bách hội để câu thông với năng lượng của vũ trụ ở bên trên.
là hai hơi rồi. Bây giờ hơi thứ ba chúng ta hít vào thì là hai nơi, một là bách hội đã nhận năng lượng vô tận vô biên của vũ trụ đi vào tới tim, và cái thứ hai là từ hội âm nhận năng lượng vô tận vô biên của quả địa cầu đi ngược lên trái tim chúng ta dừng lại. Như vậy là khí thiên khí địa được gặp gỡ nhau tại con tim của mình. Khúc này tương đối nó cân bằng thôi chứ nó chưa có xong đâu. Và tràn ngập sau khi mà thiên địa đã hợp nhất chứ chưa tới nhân, tức là khí trời khí đất hợp nhất ngay con tim, là nó tràn ngập cái năng lượng sống để làm trương nở tất cả tế bào cơ thể của mình đều nhận được năng lượng của trời đất. Là chúng ta thở ra thì tất cả tế bào đều được nhận đầy đủ năng lượng của vũ trụ của trời đất này. Rồi chúng ta hít vào trở lại thì vẫn tiếp tục tưởng tượng là khi chúng ta hít vào thì năng lượng vô tận vô biên của vũ trụ đi vào từ bách hội, và năng lượng vô biên vô lượng của quả địa cầu đi vào từ hội âm tập trung ngay con tim của chúng ta. Và con tim của chúng ta được cân bằng bởi năng lượng âm dương của trời đất. Và như vậy là năng lượng đó nó tràn ngập cơ thể của mình, nó trưng nở cơ thể của mình, nó làm khai thông tất cả những bế tắc của cơ thể của mình. Và mình được quyền hướng tâm nói với cơ thể là bây giờ mình bắt đầu cân bằng lại mọi thứ, mình được trị liệu tất cả mọi thứ để mình không còn tất cả những bệnh tật nữa. Cơ thể này bắt đầu được khai thông, mình được nghĩ ngợi tới cái chuyện đó. Và chúng ta tiếp tục hít như vậy thì vừa hít vừa dùng cái tâm của mình tưởng tượng được hai đầu có năng lượng, thứ nhất là từ bách hội đi xuống tới tim, thứ hai là từ hơi âm lên tới tim. Chúng ta hít thở tiếp tục như vậy. Mỗi lần hít thở như vậy thì tới tim rồi thì năng lượng âm dương của trời đất sẽ gặp nhau tại cái con tim của mình. Nó được cân bằng, nó được hòa hợp, nó được hợp nhất và nó được tan biến. Mỗi lần chúng ta hít vào thì hai đầu âm dương lại nhận năng lượng từ bách hội và hội âm đi tới tim. Và chúng ta thở ra với đầy đủ những cái năng lượng âm dương đó, nó tràn ngập cơ thể, nó khai phóng, nó trưng nở cơ thể chúng ta đến mức độ tận cùng. Những cái yếu đuối, những cái bệnh tật, những cái bế tắc đều được cái sự trưng nở này nó đưa tới cái tận cái chân trời xa mà không còn đường để quay lại, khiến cho những bệnh tật chúng ta đều được biến mất nếu chúng ta muốn tưởng tượng để trị bệnh. Còn không thì khi mà chúng ta hít vào thì cái khí từ bách hội đi xuống tới tim, từ hội âm lên tới tim thì nó làm cho cân bằng cái khí này. Và khí này cân bằng thì năng lượng cân bằng thì tất cả tế bào cũng đều được cân bằng. Và khi toàn bộ tế bào cơ thể cân bằng thì không còn cái bệnh tật gì xảy ra với chính mình nữa. Thì mình phát khởi cái tình yêu đối với năng lượng này. Mình rất là yêu, rất là quý, cho nên mình muốn năng lượng nó đi vào theo tâm ý của mình, là từ bách hội đi xuống, từ hội âm đi lên tiếp tục cho tới khoảng 10 hơi. Đó, giờ nãy giờ là xong ở cái phần tim rồi. Nãy giờ mình dời từ đầu xuống tim, bây giờ dời từ tim xuống tới cái rúng. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta hít vào thì năng lượng vũ trụ mãnh liệt mênh mông từ bách hội dẫn xuống tới rúng. Và năng lực mãnh lực của quả địa cầu đi ngược từ hội âm lên tới rúng dừng lại. Và giờ này thì khí thiên, khí địa và khí nhân, tức là thiên địa nhân giao hòa. Chúng ta phải tưởng cho được là ba khí này nó giao hòa. Đây chúng ta được quyền sử dụng tâm tưởng giai đoạn đầu. Thế vậy là thiên địa nhân giao hòa, hòa quyện thì nó sẽ hợp nhất và nó sẽ tan biến, khiến cho tất cả những tế bào chúng ta thiên địa nhân giao hòa thì tất cả mọi cái đều được cân bằng. Cho nên lúc này là lúc mà tất cả tế bào đều được cân bằng một cách tuyệt đối bằng năng lượng sống của vũ trụ của trời đất. Do năng lượng của trời đất đi vào cơ thể và gặp gỡ với năng lượng chính thống của cơ thể của mình, cả ba năng lượng này đều kết nối, đều được hòa quyện, đều được hòa hợp, đều được hợp nhất. Và khi hợp nhất cả ba năng lượng này thì nó tạo thành một cái nguồn năng lượng vĩ đại, làm cho tất cả tế bào đều được nhận năng lượng vĩ đại mênh mông của vũ trụ, khiến cho tất cả tế bào đều được cân bằng, đều được khai thông và giao đều được tan biến. Tan biến là không còn sự bí kết nào của toàn thân này, của tất cả những tế bào đang có nơi cơ thể của mình. Thì như vậy là lúc này
là mỗi một hơi vào thì khí thiên, khí địa và khí người đều được hợp nhất ngay trung tâm năng lượng của cơ thể. Lúc này là lúc mà cơ thể chúng ta chưa có tan biến thì mình vẫn tiếp tục để tưởng tượng từ một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn hơi, năm hơi cho tới nhiều hơi là khí trời đi xuống từ bách hội tràn ngập xuống tới rúng dừng lại, và khí đất, khí một cái quả địa cầu đi từ ở dưới đi lên xuyên qua hội âm tràn ngập cho tới ngang cái cuốn rúng dừng lại, thì nơi trung tâm của mình được kết nối câu thông hòa quyện và hợp nhất với khí trời, khí đất để tàn biển. Quý vị sẽ nghe cái cảm giác của mình bắt đầu từ cái vùng bụng nó nóng lên. Năng lượng là cái gì không biết, nhưng bây giờ bắt đầu nóng đổ mồ hôi rồi đó. Là trúng á. Và nóng, vừa ấm, vừa thông, vừa có một cái cảm giác nó giống như là cái sự xoa nắng một cách tuyệt vời của một cái bàn tay gì đó, nó kỳ diệu lắm, nó chạm tới tất cả những tế bào cái vùng này, nó làm cho cái vùng này nó có một cái sự thỏa mãn kỳ lạ mà từ trước giờ mình chưa từng có. Và không phải thỏa mãn ở cái vùng bụng này mà tất cả tế bào đều được cân bằng, đều được hợp nhất cho nó, nên nó được thỏa mãn, nó không còn thiếu thốn bất kỳ một cái gì, nó được đầy đủ, nó không thiếu cái gì, cho nên một cái sự thỏa mãn của từng tế bào đều được xảy ra ở khắp cơ thể của mình. Và khi mà đạt tới cái đỉnh điểm mà thiên địa nhân giao hòa rồi đó, thì không có cái gì mà không thông, tất cả mọi cái đều được thông. Và khi thông rồi đó, thì như vậy là nó không còn trung tâm là cái rúng nữa, mà tất cả tế bào đều là trung tâm. Cho nên mỗi khí thở chúng ta đều là tất cả những tế bào của cơ thể nhận được khí thiên và khí địa, cho nên nó giao hòa ở từng tế bào của toàn cơ thể của mình. Và tất cả tế bào đều được giao hòa với khí thiên, khí địa, khí trời, khí đất, thì nó sẽ được hợp nhất và nó được tan biến, thì nó không thành khí trời, không thành khí đất nữa, mà nó chỉ là một nguồn năng lượng, nó là một khối năng lượng. Vì là khắp cơ thể chúng ta là tất cả những cái khối năng lượng, mà khối năng lượng không có nghĩa là một khối, một cục như cái núi, như cái quả địa cầu, mà nó là một cái gì đó, nó phủ trùm cả cái vũ trụ này. Cho nên tất cả tế bào chúng ta đều là cái năng lượng sống của cái vũ trụ mênh mông này, chứ không phải là của cơ thể này, không phải là của cái rúng, không phải là của cái đầu, không phải là của cái chân nữa, mà là tất cả. Thì cái hiện hữu của chúng ta bây giờ là hiện hữu cái năng lượng sống của tất cả những cái đang sống của khắp cái vũ trụ mênh mông này. Thì vậy là thân chúng ta là một khối năng lượng, cho nên tâm chúng ta cũng không có cái chỗ để có thể bám chấp riêng tư được. Thành ra là nó cũng phải tự động nó tan biến một cách rất là lạ thường. Và nó ở trong cảnh giới yên lặng, ở trong cảnh giới rỗng lặng, ở trong cảnh giới thanh tịnh. Thì vậy là thân đã rỗng thành không, nó thành năng lượng vũ trụ, thì tâm lúc này nó cũng hoàn toàn không có chỗ bám, không có chỗ trụ. Tâm lúc này nó là một cái sự rỗng lặng, rõ biết, thênh thang trùm khắp. Năng lượng ở đâu thì cái rõ biết ở đó, mà năng lượng là một cái gì khắp vũ trụ, cho nên cái rõ biết chúng ta đang khắp cái vũ trụ rồi. Và mọi cái nó đều hiển hiện như nó đang hiển hiện, cho nên là âm thanh hiện ra thì như âm thanh hiện ra. Và cái âm thanh hiện ra nó không phải là mình, mà nó không khác mình. Tất cả những cái hiển hiện nó như là ngoài mình, nhưng mà nó không khác mình. Mình nó như là tất cả, nhưng mà không phải cái gì. Cái gì cũng không phải là mình, nhưng mà không có cái gì rồi mình. Mình như là tất cả, nhưng mà không phải là cái gì hết. Mình không là cái gì hết, mà mình là tất cả. Tất cả không phải là mình, nhưng mà mình là tất cả. Lúc này nó là một cái gì đó, nó rất là rộng, rất là khắp, rất là rõ. Và mình là tiếng chim, mình là ngọn gió, mình là tất cả mọi thứ đang hiển hiện như nó đang hiển hiện, chứ không có khác. Mình khác không được, không có mình ở đâu để mà khác nữa. Lúc này thực sự là mình đã hoàn toàn tan biến. Và khi mình tan biến rồi thì mình là tất cả đều là mình, không có sự riêng khác. Cho nên mọi cái âm thanh, mọi cái động dụng đã có, đang có, sẽ có và mãi mãi có trong vũ trụ này là cái sự hiện hữu, cái sự hiện hữu hiển nhiên, như nhiên là như vậy. Chứ nó không có cái sự riêng khác. Nếu chúng ta làm được tới đây
thì mọi chuyện đã xong rồi. Không cần phải nhập tánh ra tánh gì nữa, hết rồi. Không có tánh để nhập, không có tướng để lìa. Nếu mà chúng ta đã làm được tới đây, thì như vậy là chúng ta phải thực hiện liên tục. Mỗi một lần chúng ta hít vào thì khí thiên khí địa, khí thiên vào từ bát hội, khí địa vào từ hội âm đi lên tới rúng và hòa với cái năng lượng của mình. Thì năng lượng của trời và năng lượng của đất và năng lượng của người đều được hợp nhất, chứ không còn là khí nữa, lúc này là nó chỉ là năng lượng thôi. Năng lượng là cái chung nhất của vũ trụ này, năng lượng là sự sống của vũ trụ này, cho nên nó hòa quyện, nó hợp nhất, nó tan biến thì nó thả thành một khối. Nó chỉ là duy nhất thôi, nó không có khác được. Thiên địa nhiên hợp nhất có nghĩa là không còn khác nữa. Thì không còn khác nữa cho nên không còn thân riêng với cái hư không vũ trụ này, không còn tâm riêng với tất cả mọi thứ mọi điều. Mà mọi thứ mọi điều nói bây giờ nó chỉ là một, nó không có khác nhau nữa. Cái này nó không phải là lý thuyết đâu. Nếu ngay tại đây quý vị không thực hiện thì sẽ không thực hiện được khi rời khỏi đây. Ai cảm giác mình bị nóng lên không? Nóng mới dùng bụng nhiều nhất. Nếu mà chúng ta tưởng được mà cái năng lượng nó đã về đây á. Và khi đây nó nóng tức là bắt đầu nó hợp nhất, nó giao hòa, thiên địa nhân giao hòa hợp nhất, nóng rần rần. Và nóng ở cái vùng bụng mà nó lan tỏa thì toàn thân nó được nóng lên, toàn thân được nóng lên. Và nóng thì bắt đầu nó khai thông, khai phóng hết tất cả mọi thứ. Và nếu mà thực sự là bệnh á, thì tới đây nó sẽ quá tán hoàn toàn, không có bệnh tật. Nếu là những sự vướng mắc ở tâm mình mà mình làm được giống như vậy, là quý vị đang giận ai mà mình thử mình hít cái mà khí âm khí dương tới rúng bắt đầu nó hòa quyện tan biến thì liền biến mất. Ngay lần này chúng ta không làm được tan thân thì chúng ta sẽ làm được tan thân, làm được cái tâm nó được tan giống như nãy giờ nói, để chúng ta thực sự không còn là mình riêng tư nữa, là cái sự hiện hữu của vũ trụ này là hiện hữu của chính mình. Chứ nó không còn riêng tư, không nói tới cái vô ngã hay là có ngã gì ở đây nữa. Và ai mà dù là không có đạt tới cái cảnh giới cao như tôi nói, mà khi quý vị tập thở và tập tưởng bằng cái này thì tự động mình sẽ cân bằng lại được năng lượng của mình. Và chúng ta là người cân bằng, không có thiên âm, không có thiên dương, cho nên mình không có cái tâm tưởng là để đi kiếm âm kiếm dương hoặc dương kiếm âm nữa. Một cái điều rất kỳ diệu, chuyện này sẽ xảy ra khi chúng ta được cân bằng. Cho nên là dục không còn phải nhiễu nữa. Thậm chí là cả những cái thèm muốn từ trước tới giờ, chúng ta đã từng thèm muốn cái gì một cách rất là mãnh liệt, mà khi mình ngồi mình thở cái này cái tự nhiên mình đủ ra tự động mình cân bằng lại. Và thường trực thở kiểu này cho tới khi chúng ta đi đứng nằm ngồi thì chúng ta cũng có thể tưởng tượng năng lượng này được. Bây giờ thì tập ngồi, nhưng mà tới lúc mà chúng ta rời đây, chúng ta đứng dậy thì chúng ta hít vô thì mình cũng được tưởng năng lượng từ bát hội đi xuống, từ hội âm đi lên tới con rúng, nó được kết hợp, nó được hòa quyện, nó được hợp nhất và thậm chí nó được tan biến. Thế vậy là từ đây về sau chúng ta thở bằng cái tưởng này, cho tới khi chúng ta ngồi lại mà chúng ta hít, chúng ta cảm nhận được rõ ràng là nó kết nối, nó câu thông, nó hòa quyện, nó hợp nhất, nó tan biến, thì tự động mình thấy hoàn toàn mất thân là mình thành công. Và khi cái thân chúng ta mất, không còn chỗ trụ chỗ bám, thì tâm nó hoàn toàn vắng, kiếm tâm cũng không có, và cái người mà kiếm cũng mất luôn, thì chúng ta rớt vào cái chỗ rỗng lặng mênh mông. Vì năng lượng nó vốn là thông lưu, năng lượng là một sự sống thông lưu, không có bất kỳ một cái sự ứ trệ nào. Do đó toàn thân được hòa quyện tan biến để trở thành một khối năng lượng thì là sự thông lưu của trời đất và người. Và lúc nào khí trời, khí đất và khí người cũng là gì? Cũng hòa quyện, cũng hợp nhất, thì không còn cái sự riêng tư của mình và cái vũ trụ bên ngoài. Đạt tới cái chỗ này là chúng ta không còn sự riêng tư nữa. Mà không còn sự riêng tư nữa, không còn cái ngã chấp nữa, không còn thiên tịch nữa, là thân rỗng, tâm hoàn toàn rỗng lặng, thanh tịnh tuyệt đối. Đây là một trong những cách mà chúng tôi nghĩ là
nó sẽ rất là tốt cho những người đi vào con đường thiền định, không không qua thứ lớp mà có thể nhập tánh một cách rất là dễ dàng, không có thông qua cái gì nữa hết đó. Không thông qua những cái cảnh giới định gì nữa hết, và rất là dễ làm tan thân. Tan thân không có khó. Có ai có gì biến chuyển không? Có gì khác thường không? Trước mắt là nóng lên đúng không? Nóng lên chứ chưa có gì khác thì cũng được, là bữa đầu mình tập như vậy. Tại vì tôi nhớ là tôi bắt đầu chiêm nghiệm ra mọi điều, tôi bắt đầu thực hiện nó thì cũng mất ngay bữa đầu mình thấy cái thân mình nó rỗng rỗng đó, trở lại. Sau một giai đoạn bế tắc do một cái số những cái chuyện không hay xảy ra thì nó thông cơ thể lại. Sau nhiều tháng mà phải vô nhà gì đó, vô lò hơi xong rồi ra lau đồ, mặc đồ chứ không dám tắm. Thì bây giờ nó bắt đầu đổ mồ hôi và tắm lại được. Rồi tôi thấy cái điều này nó rất là hay. Thứ nhất là tạo được cái, theo cái kiểu hình như là mật tông nó là nội quả hay gì đó, tôi không có rành cái lý thuyết đó. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta nóng ấm lên nếu chúng ta sử dụng được cái tâm tưởng mà đúng nơi, đúng chỗ. Từ xưa giờ mà nói tới cái chuyện mà thiên địa nhân giao hòa, mà mình cứ nghĩ là mình sử dụng cái khí thở. Hồi đó giờ tôi hiểu lầm là sử dụng khí thở. Cho nên có những cái lần chúng ta công phu thử là không thành công. Và bây giờ mình thấy rõ ràng đâu phải là khí thở, tại mình hít từ trên xuống mà. Thì từ dưới đi lên nó không phải là khí mà nó lại là năng lượng. Vậy đó mà cân bằng được. Và cân bằng được thì mọi thứ nó sẽ sao? Cân bằng thì đương nhiên là nó hòa hợp, nó hợp nhất thì nó tan biến. Tan biến thì nó thông lưu. Đó là cái điều rất rõ ràng. Mà thông lưu rồi thì trở thành gì? Trở thành mênh mông của vũ trụ này, chứ không có rồi còn riêng cái thân này, còn không còn riêng cái tâm này nữa. Thành ra thi được như vậy là nếu chúng ta làm được tới cái chỗ tận cùng thì quý vị sẽ thấy rằng mình đi đứng nằm ngồi mình không còn thân, nó không còn trọng lượng nữa, không còn tâm để bám chấp ở đâu, không còn dính mắc đâu. Thì như vậy là chúng ta đi đứng nằm ngồi, chúng ta ở trong cái cảnh giới là gì? Thường tại định. Rõ ràng nó thông lưu, nó không còn ứ trệ thực sự. Mà quý vị sẽ lần lần sẽ cảm được một cái điều là năng lượng cân bằng. Một cái sự mà giống như mình thèm ăn, lâu nay mình ăn thỏa mãn, mình thèm khát, bây giờ mình được thỏa mãn. Và ở đây nó thỏa mãn rồi thì toàn cơ thể nó sẽ được thỏa mãn, và từng tế bào nó được thỏa mãn, từng tế bào nó được cân bằng một cách rất là kỳ lạ. Mình phải dùng cái từ là mình được một cái bữa đại tiệc. Bữa đại tiệc đó là toàn tế bào được đã, chứ không phải là nó được ăn đã miệng hay là gì, nó không có cái đó. Và tất cả tế bào thì được thỏa mãn một cách rất là kỳ cục, vì nó đã được cân bằng thiên địa nhân, mà hợp nhất là sẽ cân bằng một cách toàn triệt. Về mặt vật chất là được cân bằng một cách toàn triệt. Và cân bằng rồi thì nó sẽ hợp nhất, và hợp nhất rồi thì nó sẽ tan biến, và tan biến rồi thì nó sẽ thông lưu. Những cái đây là những cái nguyên lý mà chúng ta phải thấy là tự động. Chúng ta trở lại nguồn cội thì tất cả mọi cái đều là nó hiển hiện cái sự thật, chứ không phải là mình làm thêm. Do lâu nay mình làm lệch, lấy từ trên xuống gì đó, mình thở ra mà mình không lấy từ dưới lên để cho thiên địa nhân không được giao hòa là mình đã lệch. Nên mình trở lại nguồn cội thì mình sẽ trở lại cái gì đó nguyên sơ, nguyên thủy của mình. Vốn dĩ nó đã thông lưu như vậy rồi, vốn dĩ cơ thể của mình nó đã thông lưu vậy rồi, vốn dĩ là thiên địa nhân đã hòa quyện, nó đã hợp nhất từ lâu rồi. Mình không hay, do mình sử dụng cái tâm thức theo một cái chiều nào đó nên thiên lệch. Và dần hồi mình thích này, mình thích kia, rồi mình thích cái nọ, rồi mình ngã nghiêng ngã ngửa, mình theo nhiều chiều. Và gần như nếu mà không nhắc thì không bao giờ ai nhớ tới cái rúng. Đúng không? Thì bây giờ mình thở là mình nhớ lại tới cái rúng, đã nhớ tới cái rúng tức là nhớ lại cái cội nguồn sống của mình, cái gốc, cái rễ để hình thành sự sống từ cái rúng.
được nuôi nấng từ cái buổi ban đầu, từ cái thở mà ban sơ của mình để mình câu thông với sự sống là rút. Cho nên nếu chúng ta không có trở lại đây là chúng ta sẽ mãi mãi sẽ không phá vỡ được cái bẫy của âm dương. Âm dương dùng từ cái bẫy nó cũng được, nó là cái bẫy, nó gạt đủ thứ hết, tưởng tượng sai lầm, hiểu biết sai lầm, cho nên nó trở thành bẫy rập của âm dương. Chứ thực sự âm dương nó sẽ hợp nhất, nó sẽ khai phóng. Thì đó, cái rút cũng là âm dương, mà cái mở nó cũng là âm dương. Nhưng mà cái rút của âm dương, khi mà chúng ta đi vào sự sống này và bây giờ muốn thoát ra thì cũng phải trở lại đây để mà thoát. Rời chỗ này thì đừng có hy vọng mà thoát. Đây là kiến giải của riêng tôi. Chắc chắn là những lý thuyết khác nó sẽ nói khác, và thậm chí nó sẽ lên án mình. Nhưng mà lên án chuyện của mấy người. Nhưng mà tôi biết là tôi trở lại đây, tôi được khai phóng, tôi được là mở toan, tôi được tan biến, thì tôi được nói tiếng nói của tôi. Đây là kinh nghiệm của riêng tôi. Thật ra khi mà nói tới cái chuyện cân bằng thì phải trở lại đây. Trước kia tôi có đã từng lý luận á, là người nam nó đã có cái phần nữ ở trên, người nữ có phần nam ở trên. Thì một là mình dùng tâm, hai là mình dùng khí thở, thứ ba là mình dùng cách ăn uống để cái nam, cái nữ của mình đi xuống tới rúng, để gặp cái nam ở tại rúng. Và nam nữ gặp nhau thì cũng sẽ hòa quyện hợp nhất và tan biến. Thì lúc đó là lúc mà mình tan biến, là khi mà ăn phương pháp dưỡng sinh thì nó sẽ đạt tới cảnh giới mà cân bằng, rớt vào cảnh giới số 7. Cũng là chuyện này tôi muốn nói. Nhưng mà lúc đó mình nói nó không được rõ như bây giờ. Bây giờ nếu mà mình không có sử dụng thực phẩm và mình sử dụng cái tâm của mình, sử dụng cái năng lượng của tâm để nó cân bằng âm dương tại cái rúng của mình, thì chúng ta sẽ thực sự trở về nguồn cội. Và tôi đảm bảo không bị lầm lạc. Với cái nhìn, cái hiểu và cái kinh nghiệm lâu nay chúng tôi, nếu mà người nào tu thiền, chúng ta bắt đầu thở như vậy thì rất là khó lạc thiền. Tại vì khi mà quý vị thấy một cái điều kỳ diệu là khi mà âm dương nó gặp nhau, thiên địa nhân mà gặp nhau, nó lại là nó tỏa sáng, chứ nó không có mù mờ. Và nó tỏa sáng thì nó sẽ làm sáng tỏ, nó làm mở toan, nó khai phóng tất cả những bế tắc ở nơi tâm thức, nơi tâm tưởng của mình nữa. Mọi cái đều được tháo mở từ cái cửa ngõ của âm dương, được câu thông, kết nối, hòa quyện, hợp nhất tại cuốn rúng của mình. Chúng ta nên trở về. Thật ra là mình đang bận rộn là mình đang ở đây, cho nên phải tập thở để đem xuống cái bước thứ nhất là tới tim của mình, 10 hơi, mười mấy hơi gì đó, để cho nó về tim quen rồi bắt đầu âm dương mà nó gặp nhau ở tim rồi thì bắt đầu mới dẫn ảnh xuống tới chứ có rúng. Rúng mới là cái chỗ mà chúng ta nuôi nấng, chúng ta bảo dưỡng trở lại. Chúng ta làm sao mà bảo dưỡng được cái nguồn năng lượng này tốt chừng nào, thì một là sức khỏe chúng ta sẽ tốt chừng đó, hai là cái tâm chúng ta nó sẽ thanh tịnh rỗng lặng chừng đó, và đời sống chúng ta nó sẽ bắt đầu thông lưu lại. Quý vị trở lại đây mọi cái nó sẽ thay đổi ngộ lắm. Ngộ lắm, đời sống chúng ta bắt đầu thay đổi. Nếu mà chưa đạt tới cái chỗ tận cùng như nãy tôi nói, là trở thành cái năng lượng của vũ trụ mênh mông này, chứ không còn là thân, không còn là tâm nữa đó. Khi nào mà chúng ta tới đây thì sẽ thấy rằng cái con đường mà nhập tánh nó không qua thứ lớp. Theo cái kiểu của thiền tông lâu nay nó vẫn còn qua thứ lớp, nhưng cái này nó không qua thứ nào, không qua lớp nào hết. Từ thân tan biến, tâm tan biến là nó thành vũ trụ mênh mông, thành sức sống mãnh liệt của vũ trụ liền. Thì mình thấy khắp cái pháp giới này được hiện hữu là mình không có khác biệt nữa, không có chuyện mà lấy hay là bỏ, không có xả ly, không có gì đây nữa hết, hay lắm. Khi thiên địa nhân giao hòa là đạt tới cảnh giới vô ngôn, nó còn có lý luận nữa, ngộ lắm. Bởi vì cho thấy cái dụng từ là cái gì, cái chuyện rần rật, nó nóng, nó ấm, rần rần, cái nó có cảm giác rất là thỏa mãn, thỏa nguyện, nó được cân bằng, nó được đầy đủ, nó được viên mãn tất cả mọi cái từ bụng cho tới khắp cơ thể, thì là nó bắt đầu nó khai thông và nó bắt đầu nó tan biến. Và mình muốn nóng nha,
Thì trong cái lúc đó mình tưởng tượng là mình đem cái khí nóng của mặt trời hay là của vũ trụ đưa vào thì tự nhiên người mình nóng ấm lên. Thì mình muốn xong mình thì mình cũng xong mình nóng lên trong cái lúc đó. Nhưng rồi mình không có giữ cái thân này, tại vì phải đạt tới cảnh giới là thiên địa nhân giao hòa hợp nhất và tan biến. Thì đó mới là cái vấn đề mà mình muốn. Và khi tan biến rồi là không còn thân nữa. Tan biến là không có thân. Mà không có thân thì tâm không có. Thân tâm đều hoàn toàn tan biến, rỗng lặng, thanh tịnh, mênh mông. Và cái thanh tịnh, rỗng lặng, mênh mông là cái sự rõ biết, là tất cả. Nó không còn là mình. Mình mất đi cái chỗ bám của thân, mất đi chỗ bám của tâm, mất đi chỗ bám chấp của cái thức. Nó hoàn toàn nó mất đi. Đó là cái chỗ chính mà mình muốn đi tới. Chứ còn nói chuyện trị bệnh ở thân hoặc là làm gì đó thì thật sự là nó chỉ là cái minh chứng trong đời sống hiện tại thôi. Khi mà mình sử dụng cái hơi thở này thường trực, khi mình kết nối với cái tâm tưởng, cái tình cảm của mình với mẹ cha của mình trở lại một cách rất là thiết thực, mỗi lần mình nghĩ là mình rung cảm, cứ để cho sự rung cảm xảy ra khi cái thâm tình mẹ con được nghĩ tới, tưởng tới, thì phải xảy ra sự rung cảm. Ai rung với cái người khác phái một thì cái này nó sẽ rung gấp cả ngàn lần thì mới đúng. Mà không rung là mình coi như là chưa. Nên biết như vậy. Thật ra ai thử đi, ai mà có cái cuộc sống mà nó không có được tốt thì từ giờ phút này quý vị trở lại mà quý vị rung cảm được. Và chúng ta rung cảm được thì cái việc mà câu thông năng lượng lượng thiên địa nhân này nó dễ lắm. À, nó rất là dễ, ngộ lắm. Tại vì mình đã trở lại gốc rồi, mình đang ngồi đây rồi. Và mình đang ngồi rồi là khí thiên khí địa gặp cái là tự nhiên ba anh này anh có một cái lực hút lạ lắm. À, chứ không phải là cái tâm mình tưởng là mình tạo ra đâu. Mà thực sự khi mình trụ đây là mình có một cái lực giống như cái 500 để mình hút khí trời, khí đất. Cho nên cái việc mà tôi muốn là quý vị sẽ khởi cái tâm tưởng với cái mẹ của mình, với cha mình, với dòng tộc của mình, ở nơi cội nguồn của sự sống là cái đúng mà để mình có thể rung động được. Một lần rung động được cái tình cảm thiêng liêng mà cao quý này thì quý vị sẽ bắt đầu đạt được những cái mà mình muốn. Và lúc đầu thì thực sự là mình tưởng. Lúc đầu thực sự là mình tưởng. Và tưởng là nó chắc chắn nó sẽ thành tựu. Và khi thành tựu rồi thì tưởng nó cũng tự động nó biến mất. Mọi cái mà nó lạ lắm, mọi cái nó cân bằng là tự động nó tan biến hết mọi thứ. Mình không cần xả ly, không cần buông bỏ. Không nói là cái chuyện mà bỏ xả thân hay là xả ngã, ly pháp vậy đây trơn á. Ngộ lắm. Nó đạt được cái đó là tự động automatic. Mấy cái kia là nó sẽ tự động nó hợp nhất và tự động nó tan biến. Tự động nó thành cái vũ trụ mênh mông này. Tự động là vũ trụ, tức là tại mình trở về nguồn, mà nguồn sống là vũ trụ. Vũ trụ này sanh tất cả, thì bây giờ muốn trở lại thì mình trở lại với cái vũ trụ này. Và năng lượng sống là có tràn ngập trong vũ trụ này, cho nên mình trở lại với cái nguồn cội thật của mình là cái nguồn năng lượng. Tất cả đều chỉ là năng lượng thôi. Tôi nghĩ là sau này khoa học nó cũng sẽ chứng minh tới cái điều này. Nó sẽ đo tới cái tần sóng dao động của cái từng cái tế bào của mình. Hồi nãy mình nói vậy thôi chứ mình không có nhiều thời gian để diễn tả là tôi nói là khi mà cái thân này thiên địa nhân nó giao hòa rồi thì tất cả tế bào đều được cân bằng, đều được giao hòa, đều được hợp nhất, đều được tan biến, đều được thành cái nguồn năng lượng của vũ trụ. Thì sẽ thấy rằng á, cái khoa học mà đích thực sau này họ phát triển thì rõ ràng là lúc đầu họ thấy cái sóng năng lượng của tế bào có xảy ra theo cái tần sóng năng lượng. Nhưng mà đo sâu hơn, máy móc mà phải nói là cực đại hơn, thì ảnh đo tới cái năng lượng mà có thể nổ máy không đo nổi năng lượng của một tế bào. Vì năng lượng tế bào là năng lượng của cả một cái vũ trụ này lận. Tại ra ví dụ như đo sóng não nó dao động trong máy có thể chụp hình đồ được là loại máy thấp lắm, quá cao. Máy càng cao càng thấy cái năng lượng của mỗi một tế bào là một cái gì nó kinh khủng. Cho nên các cái vị mà hồi xưa đã phát hiện ra được cái nguyên tử rồi chế bom nguyên tử. Nguyên tử là một cái vật nó nhỏ nhiệm mà khi nó ra không gian thì nó sẽ gì, nó nổ toang hết tất cả mọi thứ. Thì năng lượng của một nguyên tử thực sự tới giờ phút này máy móc không thể nào đo hết được nó. Thì tế bào chúng ta cũng là như vậy. Cho
Cho nên nó nói là cái cơ thể chúng ta là một tiểu vũ trụ, tôi nói sai rồi. Cơ thể chúng ta là một cái vũ trụ mênh mông thực sự. Nó có thể là trùm hơn cả cái vũ trụ đang có. Tại vì nó là kết nối tất cả những tinh hoa của vũ trụ, thì nó là vũ trụ chứ nó không thể là tiểu vũ trụ được. Thành ra cái rung động của một tế bào là rung động của một cái vũ trụ này. Máy nào đo được, không đo được đâu. Và khi chúng ta nhập tới cái cảnh giới đó thì mới là xong cái chuyện của mình muốn nói. Chứ nếu mà chúng ta vẫn chưa tới cảnh giới này là coi như cái chuyện mình chưa xong. Nhưng mà những cái bước đầu tiên nhớ là mình phải lấy từ ở đầu, từ Bách Hội, thấy không? Trở lại là từ Bách Hội đi xuống tới tim. Hít vô là từ Bách Hội xuống tới tim dừng. Và thở ra thì từ trái tim đi xuống tới hội âm để nó câu thông với năng lượng của quả địa cầu. Và hơi thứ hai mình hít lên thì nó câu từ cái năng lượng quả địa cầu thông qua hội âm lên tới tim. Và mình thở ra thì đi thẳng lên Bách Hội để nó câu thông với năng lượng vũ trụ. Và hơi thứ ba là hít vào thì mình thấy rõ ràng như một cái quặng thiệt là to ở trên nó xuống, rồi nó câu nhỏ vào cái Bách Hội chúng ta, nó tràn ngập xuống tới cái vùng tim dừng lại. Và dưới cũng vậy, như cái quặng đi ngược lên, từ hội âm đi ngược lên, chúng ta thấy rất là rõ. Nếu mình tưởng mạnh mình thấy rõ lắm, mình nó câu tới tim dừng lại là tràn ngập cơ thể, là hai khí âm dương nó hòa quyện. Rồi bắt đầu là cái khí trời cũng tiếp tục đi xuống, khí đất cũng tiếp tục đi lên, để mà hai khí này nó vừa nó hợp rồi á thì cả cơ thể chúng ta đều là được cân bằng. Nó thì cân bằng ngay chỗ tim rồi đó. Đã cân bằng rồi thì nó sẽ được, nó được trương nở, nó sẽ được khai phóng, nó được lưu thông. Thì chúng ta phải tưởng được cho tới tim, ít lắm là 10 cho tới 12 hơi. Phải đem xuống là mình hít thở là ở dưới lên tới tim, trên xuống tới tim. Sau đó là phải dẫn xuống tới cái rúng mới là cái chính mà mình muốn làm. Nhưng mà vô đầu mà đem xuống rúng liền là không ai có thể đem được. Cho tới khi mà mình làm mấy hơi, là mình hít mấy hơi từ trên xuống tim này nọ ra kia xong xuôi rồi á, thì mình đem xuống rúng được rồi, thì mình ngồi, mình đi, mình đứng gì nó cũng có một cái điều hay là mình có thể, mình tưởng mình thấy rõ ràng là hai đường đi vô, từ hội âm đi lên, từ Bách Hội đi xuống rõ ràng. Ở giai đoạn đầu là mình phải thành công tới đó. Và mình sẽ thấy rõ ràng là ba ông này gặp nhau, thiên địa nhân gặp nhau. Chúng ta phải thấy rõ bằng cái tâm của mình. Mình tưởng lúc đầu thật sự nó là tưởng, nhưng mà đây là cái chuyện của vũ trụ. Đây là cái chuyện thật phải xảy ra. Do chúng ta lệch lạc thôi, chứ nếu chúng ta để tâm trở lại nguồn cội thì chúng ta sẽ thấy ra được cái sự thật là năng lượng âm dương và năng lượng của mình nó gặp nhau ngay đây để nó hòa hợp, nó hòa quyện để nó hợp nhất và nó tan biến là một sự thật. Chứ không phải là mình công phu để được như vậy nha. Cái này nói rõ là không phải là công phu, mà này là cái rất tự nhiên. Khi con người ta bị bế tắc cần phải khai thông trở lại thì trở lại nguồn cội mới khai thông. Và trở lại nguồn cội khai thông thì chuyện này xảy ra rất là tự nhiên. Thiên địa nhân giao hòa tự nhiên, rồi đó là nó hòa quyện tự nhiên, nó hợp nhất tự nhiên và nó tan biến tự nhiên để toàn thân chúng ta nó trở lại trạng thái tự nhiên là không thân. Trở lại cái tự nhiên nhất của nó là không có thân. Và trở lại cái tự nhiên nhất là cũng không có tâm, mà nó chỉ là sự mênh mông, rỗng lặng, thanh tịnh, rõ biết của Pháp giới thôi. Thì như vậy là không phải thân nữa, cũng không phải tâm nữa, cũng không phải từng tế bào, mà là một khối năng lượng của vũ trụ. Nó không có riêng, không có rẻ, không có khác, không có gì hết đó. Nó không còn phải là hợp nhất nữa, mà nó là tan biến, mà nó trở thành không, nó trở thành duy nhất. Cả vũ trụ này là như thế. Để tự động mình tưởng xong cái mình mở mắt ra, mình thấy mọi cái nó hiện hữu như nó đang hiện hữu, không có cái gì khác hết á. Ngộ lắm, mình thấy mình không có khác, không còn mình ở đây để khác với cái này, không còn mình để khác với cái kia, mỗi cái hiện hữu đều là mình. Cả vũ trụ mênh mông này đều là mình. Thì lúc đó là không cần nói nhập tánh hay không nhập tánh nữa đó. Mọi chuyện bắt đầu từ đó nó sẽ khai thông. Nhớ là phải tới cái chỗ này mới được khai thông nha. Nhưng mà những cái bước mình bước để mình thấy rõ ràng là năng lượng trời, năng lượng của khí trời, năng lượng của quả địa cầu đi lên và đi xuống một cách rất rõ ràng. Chúng ta phải từ bước như vậy rõ ràng. Và thấy sự gặp nhau của ba ông này ở ngay cái trung tâm của mình rõ ràng.
rồi thấy sự hòa quyện, sự hợp nhất rõ ràng, thấy sự tan biến, sự thỏa mãn, sự cân bằng rõ ràng, nó rõ ràng và nó rực sáng lên, nó rộng hơn, nó trương nở, nó thành không, thành một cái gì đó nó vô biên, thành không. Y như là mình tưởng tượng, mà là thật sự là đang tưởng. Tưởng mà mình tưởng để trở về nguồn cội, chứ không phải mình tưởng sai lệch, cho nên mình được quyền tưởng. Tưởng cái gì khác á, thì mình sợ mình lầm. Nhưng mà tại vì cái tâm mình đang bị phóng chỗ này, phóng chỗ kia, phóng chỗ nọ, buộc mình phải gom lại một cách đúng nhất. Đó, mình gom lại một cách đúng nhất là cái tâm tình, cái tình cảm hồi nãy mình nói, cái tình nó dễ câu thúc mọi thứ. Cho nên là đầu tiên phải, quý vị phải làm sao đó mà gọi là xí tì mọi tình cảm ở nhân gian dùm. Thiếu nợ cũng được, kể nó từ từ tôi thành Phật tôi trả sao. Cho tôi khất nợ đi ngang đây là tôi không có hứa gì là đem hết tất cả những tình cảm đó gắn kết được với cái nguồn cội sống, là cái sự câu thông tình cảm với mẹ mình đó. Mình thấy cái rung cảm mà nó ấm lạ lắm nha. Khi mà quý vị câu thông được với cái tình mẹ đó, với cái nguồn cội sự sống, là đầu tiên quý vị sẽ thấy cái sự ấm áp xảy ra. Đó, một cái sự dỗ về, một cái sự vuốt ve mơn trớn, một cái sự âu yếm của một cái bàn tay của một người mẹ đang thương mình á, mình cảm nhận được cái năng lực đó hay lắm. Cái tình mẹ mà bắt đầu nó sống dậy á, thì quý vị nghe cái người mà nó ấm, nó hạnh phúc lạ kỳ lắm. Mình trở thành một đứa trẻ thơ đang ở trong ngã trong cái lòng của người mẹ mình, được người mẹ mình ấp ủ, thương yêu, dỗ về. Không có cái gì bằng. Bằng mà cái đó xảy ra thiệt, cũng không phải là tưởng nữa. Cái tình này nó được sống vậy, chứ không phải là tưởng hồi nhỏ mình sống vậy mình quên. Ở trên bao nhiêu năm tháng đầu đời của mình được sống vậy mà mình quên, là coi như mình cắt hết tập phim rồi, bây giờ mình muốn chiếu phim cũ trở lại thôi. Là bắt đầu chuyện đó nó sống vậy. Bởi vì cảm giác mình sẽ được những cái phút giây tuyệt vời trong cuộc đời của mình, một cái sự hạnh phúc và được một sự âu yếm với cái bàn tay yêu thương thật của một cái người mẹ trong cái thâm tình quyết nhục. Quý vị thấy cái tình cảm nó ấm áp lạ lắm. Và cái xem như mình thành công, được như vậy là thành công. Và cái chuyện mà thiên địa nhân mà hợp nhất là bảo đảm quý vị sẽ thành công. Còn mình mà không có câu thông được cái tình cảm gốc, cái năng lượng gốc và cái nguồn cội sự sống gốc, thì xem như chúng ta mất gốc. Mà mất gốc là không có chuyện gì xong đâu. Cây đã bị cắt gốc rồi thì chỉ có đợi tàn thôi, chứ không có để nào mà đâm chồi nảy lộc được, trừ trường hợp là gắn lại cái gốc của nó để nó được phát triển. Mà chúng ta phải gắn lại được cái gốc này, tình cảm gắn trở lại với cái thâm tình của mẹ cha giùm. Ai lâu nay đã lỡ gọi là cái gì xa lìa, nhiều người còn tuyên bố là cắt đứt liên lạc nữa chứ. Tôi nhớ có một cái người trước kia cũng xuất gia, cha rồi cũng gặp chuyện lộn xộn cũng ra đời. Ra đời thì xin làm việc công ty này cũng bị đuổi, công ty kia cũng bị mất việc. Rồi tôi mới khuyên là về với gia đình, thì lúc đó mới hay ra. Tại sao? Sau khi cổ dùng cái từ là con cố gắng dữ lắm, con ở chung với mẹ ba con hết tốt nghiệp cấp 3. Và từ đó tới giờ con không có cách nào có thể quay lại để sống với gia đình đó được. Tôi nói đời cô tàn. Không nói một câu khác, chỉ nói một câu đơn giản là đời tàn. Ai mà tuyên bố là tôi không thể nào sống chung với mẹ tôi thì người đó xem như đời tàn rồi. Thì mà mình phải nói là mình ước ao, phải nói là mình thiết tha là mình được gần gũi ở bên mẹ mình, trong vòng tay của mẹ mình. Dù mình là 80 tuổi đi nữa, mình cũng phải có cái mơ ước đó. Và cái tình cảm mà được sống lại, tôi nói là dứt khoát là chúng ta phải làm cho cái tình này sống lại. Sống lại, quý vị thấy cuộc đời mình nó hạnh phúc lắm. Mình đi đâu, mình ở đâu, mình cũng cảm thấy là mình đang ở nhà mình.
Cho nên tôi thấy cái bài ca gì hay, thế giới bao la không bằng cái nhà mình đó. Nhưng mà nó vẫn còn ở bên ngoài, thật sự nó không có rung cảm tới cái mức độ đó đâu. Chúng ta phải thực sự rung cảm, đây là một cái tình thật nha. Và nếu như quý vị không có chạm nổi cái tình này trở lại thì xem như chúng ta mất gốc, thì quý vị không thành công được đâu. Sở dĩ mà chúng ta ngồi nãy giờ mà không thành công là chúng ta đang bị mất gốc. Phải nói phải thú thật vậy đi, tôi bị mất gốc. Bây giờ có những người đang ở với mẹ mình nhưng mà chán lắm. Đang ở gia đình mà chán lắm, nó ngóng người đâu đó, kiếm cái tình gì á. Chứ còn cái tình mẹ nó không có thỏa mãn những cái gì mà mình muốn là cả như xong cuộc đời mình rồi. Cái gì cũng phải từ nền tảng của tình cha tình mẹ cái đã, xuất nguồn từ cái tình cảm cha mẹ. Nếu mà sau này á mà ai có gặp gỡ nhau, ví dụ như nam nữ gặp gỡ nhau mà muốn cái gì đó, họ muốn sống suốt đời với mình thì hỏi thiệt nha, bây giờ hỏi anh là trong cuộc đời anh thương ai nhất? Nó nói thương em nhất là thầy dẹp nghỉ chơi anh luôn. Nói dốc. Nếu mà anh không có tình mẹ chân thật là anh không có thật với ai đâu. Nên để ý đi, nếu mà người đó không có thật tất cả mọi cái với mẹ mình thì người đó ra đời sống không thật với ai hết trơn. Cho nên dù là mình có là ai, mình đang làm cái gì ha, mỗi khi mà mình có chuyện buồn, những cái chuyện vui mà mình thích để kể cho mẹ mình nghe thôi, được cái dịp gặp mẹ cái mình líu lo bên mẹ của mình, má ơi con làm cái này, gặp cái này, cái kia, gặp cái kia, đại khái là vậy đó, kể cho mẹ mình nghe tất cả những cái chuyện thật hư trong cuộc đời của mình, môi ruột môi răng để đưa cho mẹ mình, thì người này là chuyện gì họ cũng thành công. Còn không là không có đâu. Đừng có hy vọng là tôi ghét mẹ tôi quá mà tôi muốn thành tỷ phú, không có đâu. Thành ăn mày thì có, thành tỷ phú thì không đâu. Quý vị nên trở lại với cái này. Và sở dĩ cuộc đời mình không thành công vì lâu nay bây giờ tôi nghiệm kỹ rồi, cuộc đời mà mình không thành công là mình có một cái đoạn quá dài, mình đã quên đi cái tình thâm biết nhục này, quên đi cội nguồn sống mà đã quên, như cây đã cắt ngang chờ héo. Nếu mình gắn trở lại được cội nguồn này là nó sẽ bắt đầu đâm chồi nảy lọt trở lại mọi thứ cho cuộc đời của mình. Cho nên người đó thành công hay không ngắm đi. Quý vị bây giờ tôi nói đây để quý vị bắt đầu ngắm thử đi, ai đã thành công trong cuộc sống này mà người đó ghét bỏ cha mẹ mình, thử lên danh sách đó cho tôi coi thử. Không có đâu, tôi dám ký giấy là ký không ra người đó. Mà cha nào được thành công thì cũng ảo đoạn nó thôi, cũng sập à. Nếu mà suốt đời này mà không có thấy cái tình của mẹ trở thành duy nhất cho cuộc đời của mình á, thì cái sự nghiệp người này không bao giờ đạt tới nơi tới chốn đâu. Cho nên chúng ta thấy những người mà thành công lớn thì họ lại trở về quê, rồi họ muốn là xây lại cái ngôi nhà kỷ niệm của mình, họ muốn là làm được cái mồ mả cha mẹ mình, thậm chí là họ sẽ bỏ nhiều ngày tháng để gần gũi ngôi mộ của cha của mẹ mình, ví dụ vậy. Thì đó là những người mà chúng ta thấy là bắt đầu họ gắn kết. Họ đã gắn kết từ lâu, bây giờ do công việc làm ăn cuốn họ mà tới hồi họ có quyền tự do một chút, họ được lui tới, thì cái chuyện mà họ phải nghĩ là phải gặp gỡ cha mẹ mình. Không có cái kỳ quan nào mà đẹp khi về nhìn thấy mẹ mình cái mặt nhăn nhăn của tạo hóa. Những cái nét đó không ai vẽ được. Chỉ có mẹ mình mới có cái nét đó thôi. Và quý vị sẽ thấy rằng nó rất là hay, những nén hằng của năm tháng. Rồi mình nhớ lại những cái lúc mà buông gánh bán bưng chắc chiêu từng ngày để con học cơm cho mình ăn, có manh áo cho mình mặc, có những cái ngày tháng cho mình rảnh rang mình đi học cái buổi ban đầu đó, quý vị thấy nó đẹp lắm. Và cái hình ảnh đó quý vị thấy rằng rõ ràng là không còn ký ức nào đẹp hơn. Mà mỗi khi mà mình về nhà, mình thăm nhà, mình gặp cha mẹ mình hay là mình nghĩ tưởng cha mẹ mình thì tất cả những cái này nó hiện ra. Và là tôi bảo đảm là quý vị không có đi du lịch đâu bằng hết trơn á. Ai mà bây giờ còn có cái phước mà có mẹ già, có cha già, mình về mình thăm, mình nói là bữa nay con nấu ăn cho mẹ nha, con nấu ăn cho cha, là mẹ cho con tiếng, 2 tiếng đồng hồ con được đối diện, con nhìn mẹ, nhìn một cách đắm đuối mê say.
Thì quý vị sẽ thấy được những cái nét, những nét đẹp mà nó đã hằn sâu nơi da nơi thịt của cha mẹ mình. Nó có những cái gì mà mình không có tả được. Nhiều khi mình ngồi mình nhìn, mình đi mình thấy cảnh quan này nó rực rỡ thế này thế kia, mình thích mình chụp hình, mà tại sao mình không ngồi mình chụp một lần 1000 bôi cho mẹ mình, để mình có thể ngắm từng nét một của một cái bà già nhăn nheo với đầy những cái nét hằn của năm tháng, những cái bụi xương nó pha mờ cái nét da của mẹ mình thế này thế kia. Và chính nhờ những cái đó mà bữa nay mình thành người này thành người nọ. Những cái thành quả mà mình đang có thực sự là do những cái năm tháng chắc chiêu của mẹ mình, từ hồi đó lụm từng hạt gạo, lụm từng hạt thóc để lo cho bữa ăn cho mình. Thấm lắm. Quý vị mà ngồi mà trước cha, trước mẹ mà mình có những cái rung cảm đó, có những cái thấm thía đó là bắt đầu mình xây dựng nền tảng cho sự sống của mình đó. Còn mình mất cái này là thua. Mất cái này là không thành công cái gì hết á. Đừng nói là tôi tu để tôi giải thoát, không có chuyện đó đâu. Đừng có lầm. Tôi nói là ngay cả tăng ni cũng đừng có lầm điều này. Chúng ta phải làm sao để quay trở lại thật. Tôi để ý có một số người mà tôi biết họ thành công. Ở đây vẫn có mặt những người đó. Và họ dần bị thất bại. Là có lần tôi hỏi thăm họ, nói họ giận mẹ họ, họ giận cha họ, cho tới chết con cũng không quên được. Ta nói là mẹ quỳ trước quan tài lại tới 8000 lại mà xin lỗi chưa chắc mà khôi phục được nữa, chứ đừng nói chuyện nói câu đó là chết rồi đó. Nói tới chết mà không khôi phục được cái này là kể như đời phi tàn rồi. Bây giờ mà không lại được quan tài thì ra mộ nó mà lại lại 3 năm 3 tháng 3 ngày cho ta. Thì mới hy vọng khôi phục lại được chứ thôi tàn thiệt luôn á. Có cái người rất là giàu nhưng mà tới lúc bắt đầu suy rồi đó. Tôi gặp ở gần đây thôi nè, chứ không sao, giàu lắm luôn á. Chuyện đầu tiên là bán miếng đất mà bán luôn cái mộ mẹ, không có ấy để người ta phải móc mộ mẹ mình. Tôi nói cô chết rồi. Có mạc, giờ mạc thì cũng phải rồi, bán trừ cái mộ mẹ tôi ra để tôi được tự do thăm mộ mẹ tôi. Chứ giờ là họ bắt buộc mình phải móc mộ, bán rồi bán luôn cái nền mộ luôn. Tôi nói không thể nào khôi phục được sự nghiệp của mấy người. Mà thiệt, đang rất là giàu mà sụp đổ hoàn toàn. Cho tới bây giờ là chồng chết, con thì rất là giàu mà nó không cho mình vô nhà luôn. Mẹ phải lang thang ngoài đường á. Từ cái những cái hành động đó mà mình đúc kết cả cái đời của tôi, theo tôi ngắm nghía về cuộc đời tôi thấy rõ ràng là những người mà quên cha quên mẹ do một lý do gì đó là tạm thời quên, chứ không phải là cố tình không gặp cha gặp mẹ, thì có thể tha thứ. Sau đó giật mình mà thức dậy rồi sám hối được á, thì có thể tha thứ. Nhưng mà ai có cái thái độ mà không có vui với mẹ với cha mình là người đó tàn, sắp sửa là cắt đứt cái cội nguồn rồi. Giống như cây cắt gốc chờ tàn thôi, không có còn chuyện khác. Ai mà lỡ, quý vị mà bây giờ lỡ có cái lỗi lầm đó, dở có cái suy nghĩ đó một lần nào ở trong đời á, phải nghiệm lại đi. Bây giờ mà những người làm ăn thất bại á, thì gặp lại mình hỏi hồi đó giờ anh hay là chị có ý tưởng là giận cha giận mẹ mình không? Không muốn gặp mặt cha, không muốn gặp mặt mẹ mình không? Suy nghĩ kỹ rồi có không? Có thì làm ơn làm phước về quỳ lại là đi. Quỳ dưới chân mẹ mình, quỳ dưới chân cha mình, quỳ trước bàn thờ, quỳ trước mộ để sám hối, để xin lỗi. Và phải phát khởi được cái sự rung cảm thương yêu trở lại như nãy giờ mình nói. Mình thấy rõ ràng là cái lúc mà mình sám hối, mình xin lỗi ha, mà cha mẹ nói lên lời tha thứ nếu cha mẹ còn sống. Còn cha mẹ mình không sống, còn ở trên bàn thờ, thì mình cũng nhận được cái tình cảm ấm áp đó, ngộ lắm. Quý vị có một sự ăn năn với cha mẹ, gần với cha mẹ, không có bỏ mình một cái gì kỳ lắm. Và khi mình ăn năn, mình xin lỗi thì mình thấy cái sự ấm áp đó nó có, cái sự rung cảm nó có trở lại, là xem như mình được tha thứ và mình được kết nối với cái cội nguồn trở lại rồi, thì sự sống của chúng ta sẽ tốt trở lại. Còn không là sẽ mất trắng. Cho tôi dùng từ là mất trắng. Và chắc chắn là mọi người ở trong hội trường ở đây cũng như nhiều người sẽ nghe cái chuyện này, và mỗi người tự do chiêm nghiệm có phải hay không. Ai đã nhiều lần mà gọi là có thái độ
không bằng lòng cha mẹ mình thôi, chứ đừng nói là hỗn láo rồi chửi bới rồi từ chối rồi chê bai cái gì gì đó. Thì phải coi lại cuộc đời mình đi, cái đoạn nào mà mình gian tuân vất vả chơi vơi giữa dòng sống này, nghiệm lại đi mình với cha mẹ mình như thế nào. Hãy thấy là tất cả chúng ta, cái cội nguồn để tạo thành cái sự sống này mà mình đã dứt khoát rồi là gì? Lỗi tại mình. Lỗi gọi là quên cội nguồn, quên tổ tông. Lỗi này là lỗi lớn nhất. Cội nguồn sống đã quên thì cội nguồn của tâm thức cũng quên, thì làm sao nhập tánh được? Cái chỗ đó là chỗ sanh của muôn loài, và sanh ra cha mẹ mình mới sanh ra mình. Bây giờ muốn trở lại cõi kia là mình phải câu thông với cái chỗ sanh ra mình là cha mẹ mình, thì mình mới câu thông với cái nguồn sanh của vũ trụ là tự tánh. Cho nên là chỉ cái chuyện kia tôi thấy không thành công là nghiệm lại một phần là lý do đó. Nên là bây giờ nhắc đi nhắc lại, chuyện này đối với chúng tôi hết sức quan trọng, phải đi ngược lại, phải câu thông với sự sống của cái mạng này là cha mẹ, thì tới cái nguồn tâm mới sinh ra dạng pháp thì mới câu thông lại được. Còn nếu mình mà phá vỡ ở đây là mất đi sự kết nối rồi, thì đừng có hòng nhập tánh. Cho nên những người nào mà lâu nay có những cái sai trái, đây là lời khuyên chân thành, cha mẹ còn sống thì bằng mọi giá phải quỳ gối trước cha mẹ mà xin lỗi. Và chúng ta sẽ nhận được cái sự âu yếm của cha mình, của mẹ mình ôm mình vào lòng và nói những cái tiếng nói của tình thâm bước nhục lâu nay cần phải nói với con. Và con cũng cần phải nói với mẹ là cuộc đời này không có cha mẹ, thực sự là không có con. Cho nên nói về cái tình mà thương của con và cha mẹ thì phải nói là thế gian này không có cái thằng nào có thể xen vô được. Mà nó ngồi, nó không có ai có thể so sánh được cái chuyện này hết đó. Tức là mình thấy là sự hợp nhất của tình cảm mình và cha mẹ mình nó trở thành hòa quyện hợp nhất một cách thật sự không thể cách chia với bất kỳ lý do gì, thì quý vị sẽ thành công, quý vị sẽ làm được điều mà mình muốn làm, từ cái việc cuộc sống cho tới cái việc mà tu tập. Cái câu nói là Phật Pháp bất ly thế gian giác, tới giờ phút này tôi muốn khai thác lại vậy đó. Nếu lìa thời gian anh không bao giờ giác ngộ. Hồi xưa tổ nói mà tôi hiểu không nổi câu này. Mình giảng cái kiểu trời đất gì đó không biết, chứ mình chưa đi trở lại với cái nguồn sống này. Nhưng mà trở lại đây mình mới thấy là Phật Pháp bất ly thế gian giác nè. Không thể lìa thế gian mà giác được đâu. Không phải những cái chuyện linh tinh của thế gian, mà chúng ta phải gắn kết thật sự, chúng ta phải hòa quyện thật sự, chúng ta mới được vượt thoát. Mà mình không trở lại thì mình không thể vượt thoát được. Ngay cả năng lượng cũng vậy, cũng phải đem trở lại cội nguồn thì nó mới thiên địa nhân hợp nhất, nó mới vượt thoát. Hồi xưa âm dương cha mẹ hợp nhau, tham thức mình gắn lại, thì ba người gặp lại mới thành một cái đời sống mới của mình. Bây giờ là năng lượng âm, năng lượng dương và năng lượng của mình, ba người này hợp lại thì nó mới tạo ra một cái loại trí tuệ, sanh ra một cái mạng sống khác, chứ không phải là cái mạng bây giờ nữa. Thì chúng ta phải nhớ được cái điều này là cái điều chính, phải người ba cái hợp lại mới được. Thiên địa nhân không giao hòa, không hợp nhất thì không tan biến và không trở về nguồn được. Thiên địa nhân giao hòa là chúng ta đã trở về nguồn, chúng ta hợp nhất và chúng ta sẽ tan biến. Thì cái việc mà đạo lý cũng từ đây mà thành, việc thế gian cũng từ đây mà thành. Mà thế gian không thành thì đừng có mong thành đạo lý. Thế gian mình còn bị lỗi, mình còn chênh nghiêng, mình còn bị khiếm khuyết, mình còn bị mất cân bằng thì đạo lý lấy gì thành? Cho nên là từ ăn uống cho tới khí thở, cho tới năng lượng, cho tới tâm tưởng, chúng ta đều phải được cân bằng. Và cân bằng được thì mới chạm tới sự thật và mới được tan biến. Còn nếu không thì thôi quề, gắng chịu. Nếu mà chúng ta không có, bây giờ quý vị sẽ làm sao đó tôi không biết. Nói là cái chuyện gợi ý của tôi, mỗi người đều có cách riêng của mình. Để mình có thể là ngồi với mẹ mình, nếu ai có cái phước bây giờ mẹ còn sống, ngồi với cha mình, nếu có cái phước cha mình còn sống, thì mình được ngồi đối diện một lần để mình thực sự làm sống dậy cái tình cha con, mẹ con. Và chúng ta cảm thấy ấm áp thiệt, thực sự rất là ấm áp.
Và mình cứ ngồi đó mình nghiệm đi, rõ ràng là không có cái tình gì, mấy cái chuyện tình cảm của người này người kia rõ ràng là nó không có thật như cái tình của mẹ, của cha đâu. Và khi nào mà cuộc đời chúng ta khẳng định được điều đó với chính mình thì là chúng ta bắt đầu trở lại cội nguồn, bắt đầu làm mới cuộc sống của mình trở lại. Mình trở thành một đứa trẻ thơ thực sự trước mẹ, trước cha mình. Mình dám ôm cha mẹ mình giống như cái hồi nhỏ mình ôm không? Hồi nhỏ mà ba mẹ cho cái gì ôm hung trùng trục, nó mắc cỡ rồi. Bây giờ ôm ba cái thì liếc liếc coi có đứa nào nó thấy không, kỳ lắm. Cái đó không phải đâu, giả dối. Còn bây giờ mình quên hết tất cả mọi thứ, chỉ có cha có mẹ là duy nhất trong cuộc đời này, không còn có cái thứ hai nữa. Và quý vị nhận được cái tình cảm ấm áp đó được, rất mong là tất cả chúng ta đều nhận được cái tình này để chúng ta làm mới lại cuộc đời của mình. Đối với chúng tôi là như vậy. Nếu quý vị mà chưa có gửi lại được cái tình này thì quý vị không làm mới cuộc đời của mình lại được. Và chúng ta sẽ không bước bằng những bước chân vững chãi trong cuộc đời này, cuộc đời còn lại của mình. Nếu mà chúng ta làm sống lại được tình cảm này, chúng ta làm mới được tình cảm này để chúng ta trở lại cái thở mà hồn nhiên trong sáng của một trẻ thơ đứng trước bậc cha mẹ vĩ đại của mình và bắt đầu mình khởi nguồn cuộc đời trở lại thì tuyệt vời vô cùng. Nếu bây giờ chúng ta đang là những người lớn tuổi đủ cái kiến thức rồi, cơ thể chúng ta đã được trang bị tất cả những kinh nghiệm sống rồi, nhưng mà mình mất đi cái nguồn cội thôi. Bây giờ bắt đầu xây lại lại nguồn cội, xây dựng lại nền tảng sống để chúng ta khởi nguồn cuộc sống. Dù chúng ta là tuổi 80 cũng nên bắt đầu khởi nguồn lại dùm đi. Thì bảo đảm quý vị sẽ gặt hái được cái sự thành công ở trong cuộc sống này và trong công phu đạo lý, và nhất là cái cách thở này. Còn nếu không, quý vị không thực hiện được. Không thực hiện được nếu chúng ta không làm sao cho cái tình cảm mẹ con được ấm. Hồi nhỏ không diễn tả được, bây giờ tôi diễn tả được. Tại vì mình nếm cái mùi này, tôi nói là tôi nếm cái mùi này mà cũng không ai nếm được. Lúc mẹ tôi mất là tôi lắng động thực sự, tôi để cái lỗ tai tôi đúng ngay cái rúng của mẹ tôi. Những hơi thở cuối cùng á, tôi nghe đứt cái bực. Là tay chân mềm là hết, nếu biết tôi biết đi rồi đó. Nhưng mà tôi nghe nó ấm, toàn thân tôi được phủ bởi một cái hơi ấm mà không bao giờ có xảy ra được trong đời của mình. Một cái tình cảm được để lại cho mình không bao giờ tôi quên được. Một kỷ niệm mà dù có chết 8.000 kiếp sau tôi không bao giờ tôi quên được. Ngộ lắm, cái hơi ấm lạ lắm. Thì tôi muốn quý vị sẽ nhận được cái hơi ấm này khi mình trở lại, mình ôm mẹ của mình, ôm cha của mình, mình ngã vào lòng mẹ của mình, ngã vào lòng cha của mình, hoặc là mình ở trước bàn thờ, hoặc là mình ở trước ngôi mộ. Quý vị nhận được tình cảm này là bắt đầu cuộc đời chúng ta sẽ mới. Thì quý vị sẽ xây dựng đợi lại nền tảng của chúng ta để chúng ta bước những bước vững chắc ở đoạn đời còn lại. Đó là những điều mà chúng tôi rất là mong mỏi mọi người sẽ khôi phục lại được cái năng lượng gốc, cái sự sống gốc, cái tình cảm gốc, để chúng ta bắt đầu được đâm hoa kết trái cuộc đời còn lại của mình. Thôi dịch chúng ta nghỉ ha. Nói gì chắp tay hồi hướng chúng ta nghỉ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ
thể nguyện thành.